Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Tập 146. Lúc này, người ngoại quốc Chiêm Mộ Tư cũng đứng lên, lắc đầu nói, đêm qua, ta bào chế thuốc trừ sâu cả đêm, bây giờ tinh lực không tốt, ta muốn về phòng ngủ bù. Nếu các ngươi bắt được hung thủ, nhớ nói cho anh em biết một tiếng. Hừ, ta chẳng có lời nào để nói với các ngươi nữa. Lăng Thiên Sơn không nhịn nổi. Hắn ta cảm giác Hạ Thiên đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, vì thế hắn ta cũng đứng dậy rời đi. Một lát sau, trên đại đường chỉ còn 5 người. Được rồi, còn ai muốn đi nữa không? Tần Bảo Ngọc thản nhiên hỏi. Ngôn Tử Mặc muốn đi, nhưng hắn ta biết thực lực của hắn ta yếu nhất trong số những người này. Nếu hắn ta quay về phòng, chẳng may bị hung thủ để mắt đến thì làm sao bây giờ, chi bằng ở lại đây, dù sao cũng có thể bảo vệ được cái mạng của mình. Những người ở lại đều là những người muốn bắt được hung thủ. Tần Bảo Ngọc động viên những người còn lại, chậm rãi nói. Đừng lôi ta vào, Hạ Thiên nói, ta hoàn toàn không có hứng thú với hung thủ hay không hung thủ. Là vợ Tiêm Tiêm muốn tìm hung thủ, cho nên ta mới ở đây. Gương mặt Bạch Tiêm Tiêm đỏ lên, vẫn không quen với việc Hạ Thiên gọi nàng là vợ trước mặt mọi người. Dù sao nàng cũng là một thiếu nữ chưa trải sự đời. Điều này chẳng có gì quan trọng, mọi người có manh mối hay suy nghĩ gì thì cứ nói ra. Tần Bảo Ngọc đi theo khuynh hướng ôn hòa, hắn ta làm người dẫn đầu cũng không khiến người khác phản cảm. Tối hôm qua, có một quái ảnh rất kỳ lạ xuất hiện trong phòng của ta. Bạch Tiêm Tiêm nói, Tiêu Tỷ Tỷ và Thiên Ca Ca đều nhìn thấy, nhưng sau khi ta đuổi theo ra ngoài thì không còn bóng dáng nữa. Tiêu Diễm Diễm phụ họa, đúng, tên kia nổi lên sát tâm với ta. Thiếu chút nữa ta đã bị hắn ta giết chết rồi. Chuyện này là thật, Tần Bảo Ngọc hỏi, vậy các ngươi có nhìn thấy hình dáng của người đó hay không? Bạch Tiêm Tiêm lắc đầu, không, tốc độ của hắn ta rất nhanh, hơn nữa còn ẩn mình trong cái bóng, hoàn toàn nhìn không ra diện mạo bên ngoài. Nhưng người này tuyệt đối là cao thủ dùng kiếm, Tiêu Diễm Diễm khẳng định, lúc đó, hắn ta ở ngay sau lưng ta cảm nhận được một luồng sát khí lăng lệ. Đó chính là sát khí chỉ có kiếm mới phát ra được. Dùng kiếm, Tần Bảo Ngọc hơi hoài nghi, người cũng hoài nghi Trương Chí Thanh. Ta không có nói như vậy. Tiêu Diễm Diễm lắc đầu, Trương Chí Thanh lúc nào cũng vác kiếm đi bên ngoài, ngược lại không có khả năng là hung thủ. Hơn nữa, những người còn lại có biết dùng kiếm hay không, chúng ta cũng không cách nào xác định. Tần Bảo Ngọc quay sang nhìn Ngôn Tử Mặc từ nãy giờ vẫn không lên tiếng. Ta chẳng có gì cần nói cả. Ngôn Tử Mặc lạnh lùng nói, cương thi môn chúng ta tu hành thể thuật, xưa nay không dùng kiếm. Không phải hắn ta đâu. Tiêu Diễm Diễm nói, luyện cương thi quyền, cơ thể rất hay bị choáng. Điều này hoàn toàn không cách nào che giấu, nhưng thân pháp người kia lại rất phiêu giật, linh động. Hỏi chúng ta nhiều như vậy, người có gì có thể tự biện luận cho mình. Tiêu Diễm Diễm hoài nghi nhìn Tần Bảo Ngọc, ngươi chứng minh như thế nào ngươi không phải là hung thủ. Tần Bảo Ngọc nghe xong, cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười, Tiêu Tiểu Thư hoài nghi cũng là chuyện bình thường, tại hạ cũng chẳng muốn giải thích vô vị. Chân tướng rốt cuộc như thế nào, còn cần mọi người điều tra. Tất cả đều nói nhảm, Tiêu Diễm Diễm liếc nhìn hắn ta một cái, cảm thấy chẳng thú vị gì cả, được rồi, bổn Tiểu Thư không chơi với các ngươi nữa. Tối hôm qua ta không ngủ, ta phải đi chăm sóc da mặt cái đã. Nếu đã như vậy, mọi người giải tán thôi. Tần Bảo Ngọc cười khổ. Hắn ta cảm thấy những người tham gia thí luyện này không một ai có thể ở chung được, nhưng, tốt nhất mọi người nên cảnh giác một chút. Một khi phát hiện không ổn, mọi người hãy lớn tiếng kêu cứu. Nói cũng đã nói đến mức này rồi, Ngôn Tử Mặc cũng không tiện ở lại. Nhưng khi hắn ta quay người rời đi, hắn ta vô thức nhìn Hạ Thiên. Dường như muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại im lặng rời đi. Ngươi chờ một chút, Hạ công tử. Tần Bảo Ngọc chờ những người khác rời đi hết mới gọi Hạ Thiên lại, ngươi tên Hạ Thiên đúng không? Ta nghe Tiêu Tiểu Thư gọi ngươi như thế. Đúng, ta tên Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Ngươi gọi ta lại để làm gì? Tần Bảo Ngọc ngưng trọng nhìn Hạ Thiên, chậm rãi nói, hôm qua... Ta phát hiện một tờ giấy bên cạnh xác người mặc kim bào, bên trên viết danh sách thí luyện giả tham gia lần này. Ta đã âm thầm cất tờ danh sách đi, cũng không để người khác nhìn thấy. Hạ Thiên nhếch miệng,
ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm, ngươi nói chuyện chính đi. Trong danh sách dường như không có tên của ngươi. Tần Bảo Ngọc quan sát phản ứng của Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc là ai, trà trộn vào thí luyện giả có mục đích gì? Hung thủ giết người mặc kim bào có phải là ngươi hay không? Hạ Thiên hờ hững đáp, ta chưa từng nói qua ta là thí luyện giả. Ta cũng đã nói từ trước, ta đến tiểu tiên giới chính là để cứu vợ của ta. Đám ngớ ngẩn các ngươi, ta có thể tiện tay xử lý toàn bộ. Chỉ có phế vật thực lực không đủ mới bày ra nhiều trò như thế. Tần Bảo Ngọc im lặng, liếm môi một cái, không nói gì nữa. A, à, lúc này, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Người chết chính là Lăng Thiên Sơn của Thái Sơn Phái, cũng là ngực bị xuyên thủng, tim không còn. Là một cao thủ dùng kiếm, lại bị người ta một kiếm giết chết, tình trạng chết rất thê thảm, hoàn toàn không hợp với thái độ cuồng ngạo trước đó. Những người còn lại đều tập trung trong phòng Lăng Thiên Sơn, vẻ mặt người nào cũng cảnh giác, ánh mắt hoài nghi nhìn những người còn lại. Ta và Hạ Công Tử, còn có Bạch Tiểu Thư vẫn luôn ở đại sảnh, có thể làm chứng cho nhau. Cuối cùng, Tần Bảo Ngọc đã có lập trường để có thể chất vấn người khác, vừa rồi các ngươi ở đâu? Tiêu Diễm Diễm đáp trước, ta ở trong phòng. Khi ta nghe được âm thanh, vừa chạy ra cửa thì đụng phải Cương Thi. Sao ngươi lại nói như thế? Ngôn Tử Mặc hơi khó chịu nhưng cũng hiểu được ý của Tiêu Diễm Diễm. Thật ra, nói theo một cách khác, nàng đang làm chứng thay hắn ta. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Trương Chí Thanh, chỉ có hắn ta là không có nhân chứng, lại còn đến trễ nhất. Dĩ nhiên là ở trong phòng mình rồi. Trương Chí Thanh biết những người này suy nghĩ chuyện gì, không khỏi lạnh giọng nói, ngươi cũng đừng hỏi ai có thể chứng minh, ta chẳng cần bất kỳ ai chứng minh cho mình cả. Huống chi, các ngươi không phát hiện còn thiếu một người sao? Nghe xong, lúc này Tần Bảo Ngọc mới phát hiện ra, người ngoại quốc tên Chiêm Mộ Tư không có mặt, chẳng lẽ hắn ta là hung thủ? Oanh! Hoàng Kim Phù Cung đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó ngã trái ngã phải. Chuyện gì xảy ra thế? Tần Bảo Ngọc biến sắc, kêu ầm lên, chẳng lẽ có người hủy đi phù cung sao? Trong lúc mọi người còn đang hoài nghi, bọn họ đột nhiên nhìn thấy người ngoại quốc Chiêm Mộ Tư đấm một quyền vào trần nhà phù cung. Người đang làm gì thế? Tần Bảo Ngọc nhảy lên, đưa tay ngăn lại Chiêm Mộ Tư, người muốn phá hủy phù cung này sao? Chiêm Mộ Tư thuận thế thu tay lại, nhảy xuống đất, bất đắc dĩ nói, nếu có thể hủy, vậy thì tốt quá rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Chí Thanh lạnh lùng hỏi. Chiêm Mộ Tư đáp, vừa rồi có một bóng đen muốn đánh lén ta, cũng may mà ta lanh trí trốn thoát, sau đó ta đuổi theo hắn ta. Khi đuổi đến nơi này, hắn ta chui vào trần nhà rồi biến mất. Cho nên ta muốn tháo trần nhà xuống để xem hắn ta núp ở chỗ nào. Ngươi chứ không phải chuột, còn có thể chui vào trần nhà sao? Tiêu Diễm Diễm có vẻ không tin. Chiêm Mộ Tư giang hai tay. Nhún vai, có tin hay không là tùy các ngươi. Dù sao ta cũng không có nói dối. Chẳng lẽ ngươi không nghe được tiếng kêu thảm thiết vừa nãy sao? Tần Bảo Ngọc hỏi dò. Dĩ nhiên là có nghe thấy. Chiêm Mộ Tư khoát tay, nhưng ta bị người ta đánh lén, nào còn tâm trí quan tâm người khác. Hắn ta nói không sai, nhưng chuyện vừa rồi cũng chỉ có một phía Chiêm Mộ Tư nói, rốt cuộc có phải hay không thì còn phải chứng thực lại. Trước đó, các ngươi đã gặp qua một bóng đen, bây giờ đến phiên ngươi gặp bóng đen. Tần Bảo Ngọc cau mày, có chút hoang mang, chẳng lẽ bên trong phù cung ngoại trừ chúng ta còn có người khác sao? Nhất định là có, Chiêm Mộ Tư chém đinh chặt sắt nói. Tiêu Diễm Diễm mỉm cười suy đoán, nếu có, mục đích của người này chính là trước khi tiểu tiên giới mở cửa, giết chết toàn bộ chúng ta ở đây. Hắn nhất định là người tham gia thí luyện, Trương Chí Thanh tiếp lời, bằng không. Hắn ta làm như vậy chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nói đến đây, Tần Bảo Ngọc lấy ra tờ danh sách mà hắn ta tìm được, nói với những người khác, ta tìm được một bản danh sách người tham gia thí luyện trong phòng người mặc kim bào. Mọi người có thể xem qua một chút. Tại sao lúc trước ngươi không lấy ra? Ngôn Tử Mặc hoài nghi nhìn Tần Bảo Ngọc, hay là ngươi có tâm tư gì không muốn để người ta biết? Nhiều lời vô ích, Tần Bảo Ngọc cũng không giải thích nhiều. Chỉ nói, thật ra danh sách cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì có một cái tên đã bị người ta gạch bỏ. Danh sách cũng không phức tạp, chỉ ghi chép tên và môn phái 9 người tham gia lần này, trên cơ bản không có gì khác biệt so với người kim bào đã giới thiệu trước đó,
nhưng dòng cuối danh sách lại bị người ta dùng bút gạch đi mất, không nhìn thấy rõ, hơn nữa còn không có tên của Hạ Thiên. Trương Chí Thanh nhìn quét qua bản danh sách, ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi là ai? Trên danh sách không có tên của ngươi. Đừng có khẩn trương, vị này là Hạ Thiên công tử, hắn thật sự không phải thí luyện giả. Tần Bảo Ngọc giải thích dùm Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không phải hung thủ, vừa rồi hắn và Bạch Tiểu Thư vẫn ở với ta trong đại sảnh. Ngôn tử Mặc Thừa Cơ nói, hừ, cho dù hắn không trực tiếp giết người, làm sao ngươi có thể chứng minh hắn không có đồng bọn? Tần Bảo Ngọc ngẩn người, hoài nghi này đúng là rất hợp tình hợp lý, nhất thời hắn ta không biết phải giải thích như thế nào, đành phải quay sang nhìn Hạ Thiên. Không phải Thiên ca ca, hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ với ta. Bạch Tiêm Tiêm thay Hạ Thiên đỡ nhưng ánh mắt hoài nghi, hắn hoàn toàn không có hứng thú với thí luyện gì cả. Nếu hắn muốn giết người, hắn có thể trực tiếp ra tay, không cần làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi cũng chưa chắc tốt lành gì, ngươi cũng không thể tin được. Ngôn tử Mặc cắt ngang lời nói của Bạch Tiêm Tiêm, các ngươi tốt nhất nên thành thật khai báo, đồng bọn của các ngươi ở đâu. Hạ Thiên khinh thường nhìn Ngôn tử Mặc, ngáp một cái, một đám ngu xuẩn không có đầu óc. Ngươi mắng ai đấy? Trương Chí Thanh cũng bị Hạ Thiên chọc giận, rút thanh kiếm ra ngoài, ngươi có tin bổn công tử một kiếm chém chết ngươi không? Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi dứt khoát như thế, lại còn rút kiếm ra, ngươi còn chờ cái gì nữa chứ? Trước mắt, các ngươi chính là hiểm nghi lớn nhất, Ngôn tử Mặc châm ngòi thổi gió, mọi người nhất định phải cẩn thận, tốt nhất nên canh chừng bọn họ, chờ đến giờ tí sẽ giao cho người tiểu tiên giới xử lý, truy cứu đại tội giết người Mặc Kim Bào và thí luyện giả. Các ngươi làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiêu Diễm Diễm nhìn không được, nói ta có thể lấy đầu mình ra đảm bảo, hung thủ tuyệt đối không phải Hạ Thiên. Mặc dù hơi có chút khoa trương, nhưng nếu hắn muốn giết chúng ta, xác thực dễ như trở bàn tay. Với tính cách của hắn, tuyệt đối không bày ra mấy trò lòe loẹt như thế đâu. Ngôn tử Mặc nghiêm túc nói, nữ nhân này nói chuyện cho hắn, cũng phải giam lại luôn. Thật không thể nói lý được. Tiêu Diễm Diễm trừng mắt nhìn Ngôn tử Mặc, lạnh giọng nói, các ngươi thử đi, xem có thể chế trụ được chúng ta hay không. Lúc này, những người còn sót lại phân thành hai phe. Một phe bao gồm Bạch Tiêm Tiêm, Hạ Thiên, còn có Tiêu Diễm Diễm. Phe bên kia bao gồm Tần Bảo Ngọc, Trương Chí Thanh, Ngôn tử Mặc và Chiêm Mộ Tư. Tất cả mọi người đều ôm tâm tư khác nhau, lập trường tùy thời cũng có thể thay đổi. Hạ Thiên tất nhiên không thèm để ý đám ngu ngốc này. Hắn chỉ nghĩ, bây giờ sắp đến nửa đêm rồi, sau khi tiểu tiên giới mở cửa, hắn đi cứu A Cửu về là được. Bạch Tiêm Tiêm hoàn toàn không có hứng thú với thí luyện, chẳng qua âm hậu gửi thư mời nàng đến, nể tình cảm trước kia, nàng mới đến đây. Hiện tại đã có Hạ Thiên, nàng tất nhiên lấy lập trường của Hạ Thiên làm chuẩn. Về phần Tiêu Diễm Diễm, nàng chủ yếu do rảnh nên mới đến đây chơi. Sau khi chứng kiến được sự lợi hại của Hạ Thiên ở Sương Nguyệt Đảo, nàng đã trở thành một fan hâm mộ của hắn. Đương nhiên, lập trường của thần tượng chính là lập trường của mình. Mặc dù thực lực Tần Bảo Ngọc không cao, nhưng lúc nào cũng tự xưng mưu trí cao hơn người khác một bậc, trong lòng lập mưu trở thành người lãnh đạo của thí luyện giả, thuận tiện đạt được ấn tượng tốt từ phía tiểu tiên giới, cuối cùng thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Trương Chí Thanh xuất thân từ tông phái ngàn năm Long Hổ Sơn, tâm cao khí ngạo cũng là chuyện bình thường. Hắn ta khinh thường liên thủ với người khác, nhưng chán ghét bị người khác mưu hại. Hắn ta sở dĩ nhắm vào Hạ Thiên, chẳng qua thân là kiếm khách, hắn ta nhạy bén phát hiện được, trong số những người có mặt cũng chỉ có Hạ Thiên mới có thể tạo thành uy hiếp cho hắn ta. Chiêm Mộ Tư thì chỉ phụng mệnh của Trường Sinh Thánh Điện đến đây tìm kiếm ngọn nguồn tiểu tiên giới, thuận tiện cho Thánh Điện mưu đồ một số chuyện trong tương lai. Ngôn tử Mặc Cương Thi Môn cũng chỉ vì bị Hạ Thiên đánh một trận lúc trước, lúc này chỉ muốn trả thù mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười nói, hi hi, vợ Tiêm Tiêm, ta đã sớm nói rồi, ngu ngốc thì chẳng thể nào nói chuyện được đâu. Nàng nhìn đi, nàng ta chẳng phải ăn bốp bốp sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Tiêm Tiêm chỉ mỉm cười, không hề nói gì. Này, Hạ Thiên, đến lúc này rồi mà ngươi còn cười nhạo ta. Tiêu Diễm Diễm bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta đang giúp ngươi đấy. Ta không cần ngươi giúp. Hạ Thiên nhếch miệng, loại người không có đầu óc chẳng tạo thành uy hiếp cho ta. Hơn nữa,
Bọn họ sắp chết rồi, ta lại càng không cần thiết phải so đo. Hạ công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Bảo Ngọc vốn không hoài nghi Hạ Thiên, nhưng nghe xong, trong lòng không khỏi run lên, chẳng lẽ bóng người kia là đồng bọn của ngươi? Ngôn Tử Mặc gào to lên, ta đã nói chính bọn họ dở trò quỷ mà. Nhất định phải khống chế bọn họ lại, nếu không, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi tốt nhất nên có một lời giải thích cho hợp lý. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Trương Chí Thanh lạnh lùng nói. Chiêm Mộ Tư đưa tay vạp ngực rút ra một cây súng. Nếu bóng người kia là đồng bọn của các ngươi, ngươi bảo hắn ta lập tức ra ngay. Còn không, ta bắn chết các ngươi. Hạ Thiên tùy ý hỏi, các ngươi thật sự muốn tìm cái tên ngu ngốc kia sao? Đương nhiên, Tần Bảo Ngọc gật đầu. Hạ Thiên mỉm cười đưa tay chỉ Ngôn Tử Mặc Cương Thi Môn, chính là hắn ta. Đám người Tần Bảo Ngọc không khỏi biến sắc, trong nháy mắt quan hệ từ đồng minh trở thành đề phòng. Các ngươi đừng nghe hắn nói. Hắn ta nhất định đang nói hưu nói vượt. Ngôn Tử Mặc bị chọc tức, nói với ba người kia, mấy lời này mà các ngươi cũng tin. Khi Chiêm Mộ Tư bị tập kích, ta và các ngươi đều ở trong phòng Lăng Thiên Sơn mà. Hơn nữa, cương thi quyền của ta không phải là đối thủ của Lăng Thiên Sơn, cũng không giết nổi người mặc kim bào. Tần Bảo Ngọc và Trương Chí Thanh liếc nhìn nhau, cảm thấy Ngôn Tử Mặc nói không phải là không có lý. Trong số tất cả thí luyện giả, Ngôn Tử Mặc là người có thực lực thấp nhất. Chỉ dựa vào cương thi quyền của hắn ta, chỉ sợ còn chưa đến hai hiệp đã bị Lăng Thiên Sơn chém chết, chứ đừng nói chi hắn ta có thể giết được người mặc kim bào. Cương thi quyền của ngươi thì không được, nhưng kiếm pháp của ngươi rất lợi hại. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ vào Trương Chí Thanh, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Cho nên, ta không hiểu cái loại ngu ngốc ngươi đang suy nghĩ cái gì. Muốn giết người thì cứ trực tiếp giết đi không phải tốt hơn sao, cứ nhất định phải bày vẽ mấy hành động vô dụng như thế. Người chết chính là Lăng Thiên Sơn của Thái Sơn Phái, cũng là ngực bị xuyên thủng, tim không còn. Là một cao thủ dùng kiếm, lại bị người ta một kiếm giết chết, tình trạng chết rất thê thảm, hoàn toàn không hợp với thái độ cuồng ngạo trước đó. Những người còn lại đều tập trung trong phòng Lăng Thiên Sơn, vẻ mặt người nào cũng cảnh giác, ánh mắt hoài nghi nhìn những người còn lại. Ta và Hạ công tử, còn có Bạch tiểu thư vẫn luôn ở đại sảnh, có thể làm chứng cho nhau. Cuối cùng, Tần Bảo Ngọc đã có lập trường để có thể chất vấn người khác, vừa rồi các ngươi ở đâu? Tiêu Diễm Diễm đáp trước, ta ở trong phòng. Khi ta nghe được âm thanh, vừa chạy ra cửa thì đụng phải cương thi. Sao ngươi lại nói như thế? Ngôn Tử Mặc hơi khó chịu nhưng cũng hiểu được ý của Tiêu Diễm Diễm. Thật ra, nói theo một cách khác, nàng đang làm chứng thay hắn ta. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Trương Chí Thanh, chỉ có hắn ta là không có nhân chứng, lại còn đến trễ nhất. Dĩ nhiên là ở trong phòng mình rồi. Trương Chí Thanh biết những người này suy nghĩ chuyện gì, không khỏi lạnh giọng nói, ngươi cũng đừng hỏi ai có thể chứng minh, ta chẳng cần bất kỳ ai chứng minh cho mình cả. Huống chi, các ngươi không phát hiện còn thiếu một người sao? Nghe xong, lúc này Tần Bảo Ngọc mới phát hiện ra, người ngoại quốc tên Chiêm Mộ Tư không có mặt, chẳng lẽ hắn ta là hung thủ? Oanh! Hoàng Kim Phù Cung đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó ngã trái ngã phải. Chuyện gì xảy ra thế? Tần Bảo Ngọc biến sắc, kêu ầm lên, chẳng lẽ có người hủy đi Phù Cung sao? Trong lúc mọi người còn đang hoài nghi, bọn họ đột nhiên nhìn thấy người ngoại quốc Chiêm Mộ Tư đấm một quyền vào trần nhà Phù Cung. Người đang làm gì thế? Tần Bảo Ngọc nhảy lên. Đưa tay ngăn lại Chiêm Mộ Tư, người muốn phá hủy Phù Cung này sao? Chiêm Mộ Tư thuận thế thu tay lại, nhảy xuống đất, bất đắc dĩ nói, nếu có thể hủy, vậy thì tốt quá rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Chí Thanh lạnh lùng hỏi. Chiêm Mộ Tư đáp, vừa rồi có một bóng đen muốn đánh lén ta, cũng may mà ta lanh trí trốn thoát, sau đó ta đuổi theo hắn ta. Khi đuổi đến nơi này, hắn ta chui vào trần nhà rồi biến mất. Cho nên ta muốn tháo trần nhà xuống để xem hắn ta núp ở chỗ nào. Người chứ không phải chuột, còn có thể chui vào trần nhà sao? Tiêu Diễm Diễm có vẻ không tin. Chiêm Mộ Tư giang hai tay, nhún vai, có tin hay không là tùy các ngươi. Dù sao ta cũng không có nói dối. Chẳng lẽ ngươi không nghe được tiếng kêu thảm thiết vừa nãy sao? Tần Bảo Ngọc hỏi dò. Dĩ nhiên là có nghe thấy. Chiêm Mộ Tư khoát tay. Nhưng ta bị người ta đánh lén,
nào còn tâm trí quan tâm người khác. Hắn ta nói không sai, nhưng chuyện vừa rồi cũng chỉ có một phía Chiêm Mộ Tư nói, rốt cuộc có phải hay không thì còn phải chứng thực lại. Trước đó, các ngươi đã gặp qua một bóng đen, bây giờ đến phiên ngươi gặp bóng đen. Tần Bảo Ngọc cau mày, có chút hoang mang, chẳng lẽ bên trong phủ cung ngoại trừ chúng ta còn có người khác sao? Nhất định là có, Chiêm Mộ Tư chém đinh chặt sắt nói. Tiêu Diễm Diễm mỉm cười suy đoán, nếu có, mục đích của người này chính là trước khi tiểu tiên giới mở cửa, giết chết toàn bộ chúng ta ở đây. Hắn nhất định là người tham gia thí luyện, Trương Chí Thanh tiếp lời, bằng không, hắn ta làm như vậy chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nói đến đây, Tần Bảo Ngọc lấy ra tờ danh sách mà hắn ta tìm được, nói với những người khác, ta tìm được một bản danh sách người tham gia thí luyện trong phòng người mặc kim bào. Mọi người có thể xem qua một chút. Tại sao lúc trước ngươi không lấy ra? Ngôn Tử Mặc hoài nghi nhìn Tần Bảo Ngọc, hay là ngươi có tâm tư gì không muốn để người ta biết? Nhiều lời vô ích, Tần Bảo Ngọc cũng không giải thích nhiều, chỉ nói, thật ra danh sách cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì có một cái tên đã bị người ta gạch bỏ. Danh sách cũng không phức tạp, chỉ ghi chép tên và môn phái 9 người tham gia lần này, trên cơ bản không có gì khác biệt so với người Kim Bảo đã giới thiệu trước đó. Nhưng dòng cuối danh sách lại bị người ta dùng bút gạch đi mất, không nhìn thấy rõ, hơn nữa còn không có tên của Hạ Thiên. Trương Chí Thanh nhìn quét qua bản danh sách, ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi là ai? Trên danh sách không có tên của ngươi. Đừng có khẩn trương, vị này là Hạ Thiên công tử, hắn thật sự không phải thí luyện giả. Tần Bảo Ngọc giải thích dùm Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không phải hung thủ, vừa rồi hắn và Bạch Tiểu Thư vẫn ở với ta trong đại sảnh. Ngôn Tử Mặc thừa cơ nói, hừ, cho dù hắn không trực tiếp giết người, làm sao ngươi có thể chứng minh hắn không có đồng bọn. Tần Bảo Ngọc ngẩn người, hoài nghi này đúng là rất hợp tình hợp lý, nhất thời hắn ta không biết phải giải thích như thế nào, đành phải quay sang nhìn Hạ Thiên. Không phải Thiên ca ca, hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ với ta. Bạch Tiêm Tiêm thay Hạ Thiên đỡ nhưng ánh mắt hoài nghi, hắn hoàn toàn không có hứng thú với thí luyện gì cả. Nếu hắn muốn giết người, hắn có thể trực tiếp ra tay, không cần làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi cũng chưa chắc tốt lành gì, ngươi cũng không thể tin được. Ngôn Tử Mặc cắt ngang lời nói của Bạch Tiêm Tiêm, các ngươi tốt nhất nên thành thật khai báo, đồng bọn của các ngươi ở đâu. Hạ Thiên khinh thường nhìn Ngôn Tử Mặc, ngáp một cái, một đám ngu xuẩn không có đầu óc. Ngươi mắng ai đấy, Trương Chí Thanh cũng bị Hạ Thiên chọc giận. Rút thanh kiếm ra ngoài, ngươi có tin bổn công tử một kiếm chém chết ngươi không? Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi dứt khoát như thế, lại còn rút kiếm ra, ngươi còn chờ cái gì nữa chứ? Trước mắt, các ngươi chính là hiểm nghi lớn nhất, Ngôn Tử Mặc châm ngòi thổi gió, mọi người nhất định phải cẩn thận, tốt nhất nên canh chừng bọn họ, chờ đến giờ tí sẽ giao cho người tiểu tiên giới xử lý, truy cứu đại tội giết người mặc kim bào và thí luyện giả. Các ngươi làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiêu Diễm Diễm nhìn không được, nói ta có thể lấy đầu mình ra đảm bảo, hung thủ tuyệt đối không phải Hạ Thiên. Mặc dù hơi có chút khoa trương, nhưng nếu hắn muốn giết chúng ta, xác thực dễ như trở bàn tay. Với tính cách của hắn, tuyệt đối không bày ra mấy trò loè loẹt như thế đâu. Ngôn Tử Mặc nghiêm túc nói, nữ nhân này nói chuyện cho hắn, cũng phải giam lại luôn. Thật không thể nói lý được. Tiêu Diễm Diễm trừng mắt nhìn Ngôn Tử Mặc, lạnh giọng nói, các ngươi thử đi, xem có thể chế trụ được chúng ta hay không. Lúc này, những người còn sót lại phân thành hai phe. Một phe bao gồm Bạch Tiêm Tiêm, Hạ Thiên, còn có Tiêu Diễm Diễm. Phe bên kia bao gồm Tần Bảo Ngọc, Trương Chí Thanh, Ngôn Tử Mặc và Chiêm Mộ Tư. Tất cả mọi người đều ôm tâm tư khác nhau, lập trường tùy thời cũng có thể thay đổi. Hạ Thiên tất nhiên không thèm để ý đám ngu ngốc này. Hắn chỉ nghĩ, bây giờ sắp đến nửa đêm rồi, sau khi tiểu tiên giới mở cửa, hắn đi cứu A Cửu về là được. Bạch Tiêm Tiêm hoàn toàn không có hứng thú với thí luyện, chẳng qua âm hậu gửi thư mời nàng đến, nể tình cảm trước kia, nàng mới đến đây. Hiện tại đã có Hạ Thiên, nàng tất nhiên lấy lập trường của Hạ Thiên làm chuẩn. Về phần Tiêu Diễm Diễm, nàng chủ yếu do rảnh nên mới đến đây chơi. Sau khi chứng kiến được sự lợi hại của Hạ Thiên ở Sương Nguyệt Đảo, nàng đã trở thành một fan hâm mộ của hắn. Đương nhiên, lập trường của thần tượng chính là lập trường của mình. Mặc dù thực lực Tần Bảo Ngọc không cao,
nhưng lúc nào cũng tự xưng mưu trí cao hơn người khác một bậc, trong lòng lập mưu trở thành người lãnh đạo của thí luyện giả, thuận tiện đạt được ấn tượng tốt từ phía tiểu tiên giới, cuối cùng thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Trương Chí Thanh xuất thân từ tông phái ngàn năm Long Hổ Sơn, tâm cao khí ngạo cũng là chuyện bình thường. Hắn ta khinh thường liên thủ với người khác, nhưng chán ghét bị người khác mưu hại. Hắn ta sở dĩ nhắm vào Hạ Thiên, chẳng qua thân là kiếm khách, hắn ta nhạy bén phát hiện được, trong số những người có mặt cũng chỉ có Hạ Thiên mới có thể tạo thành uy hiếp cho hắn ta. Chiêm Mộ Tư thì chỉ phụng mệnh của Trường Sinh Thánh Điện đến đây tìm kiếm ngọn nguồn tiểu tiên giới, thuận tiện cho Thánh Điện mưu đồ một số chuyện trong tương lai. Ngôn Tử Mặc Cương Thi Môn cũng chỉ vì bị Hạ Thiên đánh một trận lúc trước, lúc này chỉ muốn trả thù mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười nói, hi hi, vợ Tiêm Tiêm, ta đã sớm nói rồi, ngu ngốc thì chẳng thể nào nói chuyện được đâu. Nàng nhìn đi, nàng ta chẳng phải ăn bốp bốp sao? Bạch Tiêm Tiêm chỉ mỉm cười, không hề nói gì. Này, Hạ Thiên, đến lúc này rồi mà ngươi còn cười nhạo ta. Tiêu Diễm Diễm bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta đang giúp ngươi đấy. Ta không cần ngươi giúp. Hạ Thiên nhếch miệng, loại người không có đầu óc chẳng tạo thành uy hiếp cho ta. Hơn nữa, bọn họ sắp chết rồi, ta lại càng không cần thiết phải so đo. Hạ công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Bảo Ngọc vốn không hoài nghi Hạ Thiên, nhưng nghe xong, trong lòng không khỏi run lên, chẳng lẽ bóng người kia là đồng bọn của ngươi? Ngôn Tử Mặc gào to lên, ta đã nói chính bọn họ dở trò quỷ mà. Nhất định phải khống chế bọn họ lại, nếu không, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi tốt nhất nên có một lời giải thích cho hợp lý. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Trương Chí Thanh lạnh lùng nói. Chiêm Mộ Tư đưa tay vạp ngực rút ra một cây súng. Nếu bóng người kia là đồng bọn của các ngươi, ngươi bảo hắn ta lập tức ra ngay. Còn không, ta bắn chết các ngươi. Hạ Thiên tùy ý hỏi, các ngươi thật sự muốn tìm cái tên ngu ngốc kia sao? Đương nhiên, Tần Bảo Ngọc gật đầu. Hạ Thiên mỉm cười đưa tay chỉ Ngôn Tử Mặc Cương Thi Môn, chính là hắn ta. Đám người Tần Bảo Ngọc không khỏi biến sắc, trong nháy mắt quan hệ từ đồng minh trở thành đề phòng. Các ngươi đừng nghe hắn nói. Hắn ta nhất định đang nói hưu nói vượt. Ngôn Tử Mặc bị chọc tức, nói với ba người kia, mấy lời này mà các ngươi cũng tin. Khi Chiêm Mộ Tư bị tập kích, ta và các ngươi đều ở trong phòng Lăng Thiên Sơn mà. Hơn nữa, cương thi quyền của ta không phải là đối thủ của Lăng Thiên Sơn, cũng không giết nổi người mặc kim bào. Tần Bảo Ngọc và Trương Chí Thanh liếc nhìn nhau, cảm thấy Ngôn Tử Mặc nói không phải là không có lý. Trong số tất cả thí luyện giả, Ngôn Tử Mặc là người có thực lực thấp nhất. Chỉ dựa vào cương thi quyền của hắn ta, chỉ sợ còn chưa đến hai hiệp đã bị Lăng Thiên Sơn chém chết, chứ đừng nói chi hắn ta có thể giết được người mặc kim bào. Cương thi quyền của ngươi thì không được, nhưng kiếm pháp của ngươi rất lợi hại. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ vào Trương Chí Thanh, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn. Cho nên, ta không hiểu cái loại ngu ngốc ngươi đang suy nghĩ cái gì, muốn giết người thì cứ trực tiếp giết đi không phải tốt hơn sao, cứ nhất định phải bày vẽ mấy hành động vô dụng như thế. Người khác nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi hoài nghi nhìn Ngôn Tử Mặc. Ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy? Ngôn Tử Mặc nhất thời bối rối không thôi. Vội vàng giống to với Hạ Thiên, người đang nói xấu người khác, tuyệt đối công báo tư thù. Trước khi tiến vào phủ cung, ta và ngươi đã có mâu thuẫn. Bây giờ, ngươi rõ ràng cố ý nhắm vào ta. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đừng tự rát vàng lên mặt mình như vậy, cái gọi là mâu thuẫn, chỉ là tên ngốc ngươi bị ta đánh một trận mà thôi. Hạ công tử, ngươi nói hắn là hung thủ, có chứng cứ gì không? Tần Bảo Ngọc vẫn còn một chút hoài nghi với Hạ Thiên. Dù sao, biểu hiện và tính cách của Ngôn Tử Mặc không giống một cao thủ ẩn tàng. Trương Chí Thanh lắc đầu, lạnh giọng nói, trên người hắn ta, nửa phần kiếm khí cũng không có, sao có thể là người dùng kiếm được. Nhãn lực của ngươi chẳng ra sao cả. Ta tin Hạ Thiên, Tiêu Diễm Diễm lại đứng về phía Hạ Thiên, vô cùng khẳng định, từ trước đến nay, hắn không bao giờ ăn nói mạnh miệng, càng không biết nói dối. Hắn nói người này là hung thủ. Hắn ta nhất định là hung thủ, không sai đâu. Ta không biết các ngươi đang định làm cái gì nữa. Chiêm Mộ Tư nhất thời không biết dùng súng ngắn chỉ vào ai, đành lui về sau mấy bước nhìn tất cả mọi người, dù sao các ngươi đều rất nguy hiểm. Ta thấy, rời khỏi phù cung này an toàn hơn. Nói xong,
Chiêm Mộ Tư cũng không quay đầu lại mà chạy đi, nhưng chưa đến một phút, hắn ta đã vội vàng chạy về, nói với mọi người, hỏng rồi, chúng ta không ra ngoài được. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tần Bảo Ngọc không hiểu. Ta không biết nên nói như thế nào, dù sao cũng không ra được. Chiêm Mộ Tư lắc đầu, khó hiểu nói, cửa chính ở đây nhưng ta không ra được, giống như có một bức tường vô hình cản ta lại. Sắc mặt Tần Bảo Ngọc thay đổi, lập tức vọt đến phía cổng, nhưng rất nhanh đã trở về, sắc mặt vô cùng khó coi, có người thiết lập kết giới, bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Phù Cung. Tiêu Diễm Diễm mắng to, hắn ta muốn vây chết chúng ta ở đây sao? Kết giới thôi mà, chẳng vây khốn được ta đâu. Trương Chí Thanh ngược lại không bối rối, lạnh giọng nói, chỉ là chuyện một kiếm chảm phá, chẳng có gì phải hốt hoảng. Không đơn giản như vậy đâu, người kia dám thiết lập kết giới, tất nhiên là muốn phòng ngươi một tay. Biểu hiện Tần Bảo Ngọc ngưng trọng, lúc này, hắn ta ngược lại hy vọng phỏng đoán của Hạ Thiên là thật. Nếu Ngôn Tử Mặc thật sự là người thần bí kia, bọn họ còn có hy vọng ra ngoài. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ các ngươi cũng đã rõ rồi chứ, bóng người kia hoàn toàn không phải ta. Ngôn Tử Mặc lập tức rũ sạch tội lỗi, vừa rồi ta vẫn luôn ở cùng với các ngươi, hoàn toàn không có thời gian bố trí kết giới. Điều này cũng chưa chắc. Trương Chí Thanh phản bác, ngươi chỉ cần bố trí trận pháp trước đó, chỉ để lại trận nhãn, ngươi có thể tùy thời phát động kết giới. Ngôn Tử Mặc im lặng, sau đó hỏi, vậy tại sao ta lại muốn vây khốn mình trong kết giới? Bởi vì ngươi ngu xuẩn chứ sao? Hạ Thiên mỉm cười nói. Không phải ngu mà là xấu, xấu đau xấu đớn. Ánh mắt Tiêu Diễm Diễm lạnh lại, phỏng đoán, ngươi muốn nhốt chúng ta bên trong, sau đó làm ra vẻ thúc thủ vô sách. Hoặc ngươi muốn vây chết chúng ta, một mình đến tiểu tiên giới, như vậy chẳng ai tranh với ngươi cả. Tần Bảo Ngọc khó có thể hiểu được, thí luyện tiểu tiên giới lần này, tất cả mọi người đều có thể lựa chọn tiên tông phù hợp cho mình, hoàn toàn không có quan hệ cạnh tranh, làm như vậy chẳng khác nào vẽ vời thêm chuyện. Hạ Thiên duỗi lưng một cái, suy nghĩ ngu ngốc thường hay khác với người bình thường, ngươi không nghĩ ra, không có nghĩa là hắn ta không nghĩ ra. Ngươi cảm thấy chuyện này làm chẳng có gì tốt, nhưng hắn ta sẽ làm, hơn nữa còn làm rất tốt. Chiêm Mộ Tư không kiên nhẫn nói, chúng ta gạt những chuyện khác sang một bên đi, trước nhìn xem có thể phá kết giới này hay không. Nếu không, cho dù tiểu tiên giới mở cửa, chúng ta cũng không ra ngoài được. Không, Trương Chí Thanh lắc đầu, ta có thể ra ngoài bất cứ lúc nào nhưng ta không thể để cho hung thủ trốn thoát được. Bằng không, đó sẽ là sự sỉ nhục cả đời của Trương Mỗ. Tần Bảo Ngọc thở dài, đáng tiếc, chúng ta không có thủ đoạn minh xác có thể nhận dạng hung thủ. Cần chi nhận dạng, Tiêu Diễm Diễm chỉ vào Ngôn Tử Mặc, 100% chính là hắn ta. Ngôn Tử Mặc tức giận không thôi, trừng mắt nhìn Tiêu Diễm Diễm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là người của Tiêu gia thì ta không dám làm gì ngươi. Nếu ngươi còn nói xấu ta nữa, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Vậy ngươi không khách sáo cho ta xem thử xem. Tiêu Diễm Diễm không chút yếu thế đáp lại một câu, sau đó quay sang nói với Hạ Thiên, ta nhìn tên ngốc này cũng rất khó chịu, người mau đánh hắn ta hiện nguyên hình đi. Hạ Thiên tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, lười biếng nói, thật ra rất đơn giản, người cứ đánh hắn ta hiện nguyên hình là được mà. Tiêu Diễm Diễm hơi cố kỵ, tốc độ tên gia hỏa này quá nhanh, nếu chẳng may hắn ta biến thành bóng đen, lại giống như con cá trạch, ta không thể bắt được. Bây giờ hắn ta biến thành bóng đen, chẳng phải tương đương với việc hiện nguyên hình sao? Bạch Tiêm Tiêm cười nói. Đúng vậy, Tiêu Diễm Diễm hiểu ra, trừng mắt nhìn Ngôn Tử Mặc, người tốt nhất cứ liều chết đi nhé. Nếu không, tỷ tỷ ta không cách nào chơi tận hứng được đâu. Nói xong, góc áo Tiêu Diễm Diễm tung bay, cả người trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngôn Tử Mặc. Ngươi muốn làm gì? Ngôn Tử Mặc luống cuống. Quát lớn với Tần Bảo Ngọc và Trương Chí Thanh, các ngươi cứ đứng như vậy mà nhìn thôi sao? Các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào đã đổ oan cho người khác, các ngươi cho rằng Ngôn gia chúng ta có thể để mặc người lăng nhục sao? Tiêu Diễm Diễm khinh thường nói, thôi đi, chúng ta cũng không phải cảnh sát, nói cái gì chứng cứ, đầu óc ngươi toàn bã đậu à? Những người khác cũng sinh nghi với Ngôn Tử Mặc, cho nên tùy ý để Tiêu Diễm Diễm ra tay thăm dò một chút. Nếu có thể chứng minh được hung thủ là hắn ta, bọn họ có thể tiết kiệm không ít công sức. Nếu hung thủ không phải hắn ta, đến lúc đó ra tay cứu cũng không muộn.
Tiêu Diễm Diễm ra tay ngoan lệ, gần như đều là sát chiêu, hiển nhiên không phải dò xét mà là đã động sát tâm. Ngươi khinh người quá đáng rồi đấy. Ngôn Tử Mặc liên tục tránh lui, thẹn quá hóa giận, quát lớn, nếu ngươi đã muốn chết, ngươi hãy đi chết đi. Ngôn Tử Mặc phản kích, quyền pháp kiên cường, một chiêu một thức đều giống như máy móc, nhưng lực tác động lại rất mạnh. Quyền phong đến chỗ nào, trong phạm vi vài thước lại chấn động không thôi. Tiêu Diễm Diễm bất đắc dĩ đổi công làm thủ. Đây chính là cương thi quyền sao? Bạch Tiêm Tiêm hỏi. Hạ Thiên đáp, vợ Tiêm Tiêm, có phải cương thi quyền hay không? Nàng hãy xem tiếp đi rồi sẽ biết liền thôi. Nhìn rất giống, Tần Bảo Ngọc cũng nghi hoặc vô cùng, nhìn không chớp mắt động tác của Ngôn Tử Mặc, ta cũng không xác định, ta chỉ đọc qua quyền phổ cương thi quyền, cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Trương Chí Thanh vẫn thờ ơ nhưng lúc này không khỏi sinh ra hoài nghi Ngôn Tử Mặc. Người này là truyền nhân cương thi môn nhưng khi đối chiến sinh tử với người ta, lại không dùng tuyệt học bản môn, lại dùng quyền pháp chỉ đẹp bên ngoài, quả thật có chút khả nghi. Một lát sau, Tiêu Diễm Diễm dần dần chiếm thượng phong, thiết quyền của Ngôn Tử Mặc nhìn rất bá đạo, nhưng thật ra lại không còn chút sức lực nào. Nếu ngươi còn không hiện hình, ngươi sẽ chết, Tiêu Diễm Diễm cười nói. Ngôn Tử Mặc quát lớn một tiếng, song quyền tề động đánh tới Tiêu Diễm Diễm, bớt nói nhảm đi, ăn của ta một quyền. Thôi, ngươi muốn ăn thì ăn đi, ngươi tưởng ta ngu như ngươi đấy. Tiêu Diễm Diễm đương nhiên sẽ không ngốc đến mức so nắm đấm với nam nhân. Nàng cũng không phải đại lực sĩ, thân hình tung bay, trong nháy mắt đã lui về phía sau mấy mét tránh đi quyền phong của Ngôn Tử Mặc. Ngươi trốn không thoát đâu. Thân hình Ngôn Tử Mặc lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh đoạt đằng trước Tiêu Diễm Diễm, hóa quyền thành chưởng nặng nề đánh vào bụng nàng. Phốc! Tiêu Diễm Diễm phun máu tươi, cả người bay ra ngoài, ngã rầm xuống đất. Ồ! Đây chính là Thiên Sơn Lục Hợp Chưởng trong Bôn Tuyết Thức. Tần Bảo Ngọc giật mình, cao giọng kêu lên. Mẹ nó, lão tử không làm bộ nữa. Ngôn Tử Mặc phun một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt trở nên lăng lệ vô song, quét mắt nhìn những người còn lại, dù sao cũng chỉ còn lại mấy người các ngươi, đã đến lúc dọn sạch rồi. Nói xong, khí chất Ngôn Tử Mặc thay đổi, cả người giống như lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, tinh quang trong mắt sắc bén không giống người. Ngươi tuyệt đối không phải Ngôn Tử Mặc, Tần Bảo Ngọc lạnh lùng nói, ngươi là người Thiên Sơn Phái. Không sai, ta là Hoàng Thiết Thiền Thiên Sơn Phái. Ngôn Tử Mặc chắp tay, ngạo nghễ nói, các vị, hạnh ngộ. Tần Bảo Ngọc không hiểu rốt cuộc người này thay thế Ngôn Tử Mặc từ lúc nào, lại không hề để lại dấu vết, ngươi giả mạo Ngôn Tử Mặc từ lúc nào. Ngôn Tử Mặc thật sự bây giờ ở đâu? Các ngươi không ngại đoán một chút đi. Hoàng Thiết Thiền cười nói, và lại, có biết cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao các ngươi cũng phải chết. Trương Chí Thanh lạnh lùng nhìn Hoàng Thiết Thiền, Thiên Sơn Phái, nói như vậy, ngươi dùng kiếm rất tốt. Ta đương nhiên dùng kiếm rồi. Hoàng Thiết Thiền châm chọc, nhưng chỉ sợ các ngươi không có cơ hội nhìn thấy ta xuất kiếm. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tần Bảo Ngọc thật sự nghĩ không ra, thí luyện lần này, cơ hội của mọi người đều bằng nhau, đều có thể tiến vào Tiên Tông. Có thể nhận được ban thưởng. Ngươi tự tiện giết thi luyện giả, ngươi không sợ tiểu tiên giới trách tội sao? Bằng nhau, Hoàng Thiết Thiền không khỏi cười nhạo, khinh bỉ nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Thí luyện chính là khôn sống mống chết, thay vì lãng phí thời gian với các ngươi ở tiểu tiên giới, chỉ bằng giải quyết hết tất cả các ngươi trước khi tiến vào tiểu tiên giới. Trương Chí Thanh cười lạnh, ngươi quá tự tin rồi đấy. Nếu giết các ngươi ở bên ngoài, quả thật có chút khó khăn. Hoàng Thiết Thiền lại càng cười lợi hại hơn, nhưng sau khi đưa các ngươi vào phủ cung Hoàng Kim, các ngươi cũng chỉ có thể để mặc cho ta làm thịt. Hơn nữa, các ngươi ở đây càng lâu, đối với ta lại càng có lợi. A, à, Chiêm Mộ Tư bỗng đau đớn ôm ngực, sau đó kêu thảm một tiếng ngã ầm xuống đất. Sắc mặt Tần Bảo Ngọc cũng thay đổi. Lúc này, hắn ta cảm thấy tim đập rất nhanh, giống như nó đang bị một thứ nào đó bóp chặt. Bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát, ngay cả Trương Chí Thanh cũng phải cau mày. Tim của ta hình như không được tốt, Bạch Tiêm Tiêm cũng cảm nhận được có cái gì đó không ổn, Thiên ca ca, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên mỉm cười, thận tay rót cho Bạch Tiêm Tiêm một ít linh khí, vợ Tiêm Tiêm, ta đương nhiên không có việc gì rồi. Nàng cũng không sao đâu, tuy nhiên, đám ngu ngốc kia có sao không thì lại là chuyện khác.
Kim quang dần dần sáng lên bên trong hoàng kim phủ cung. Một luồng khí tức từ bốn phương tám hướng vọt đến, ngưng tụ trên đỉnh phủ cung. Người bên trong phủ cung đều cảm nhận được linh khí trong người của mình không ngừng bị phủ cung cướp đi. Không ổn rồi, Tần Bảo Ngọc không chống đỡ nổi, muốn bóp chặt linh khí trong cơ thể, đáng tiếc không có tác dụng. Điểm mấu chốt cuối cùng cũng đã đến. Hoàng Thiết Thiền cuồng tiếu, lớn tiếng nói với đám người Hạ Thiên, qua 10 phút nữa, tất cả công lực trên người các ngươi sẽ bị hoàng kim phủ cung hút đi. Sau khi tịnh hóa, toàn bộ sẽ được rót vào cơ thể của ta. Hoàng Mỗ cảm ơn sự nỗ lực của tất cả mọi người. Chờ đến tiểu tiên giới, ta tuyệt đối có thể gia nhập Thánh Tông mạnh nhất. Các ngươi dưới cửu tuyền cũng cảm thấy vinh dự lây. Chưa đến 10 phút, kiếm của bổn công tử sẽ chém chết ngươi. Trương Chí Thanh không do dự, đưa tay rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía Hoàng Thiết Thiền. Hoàng Thiết Thiền cười lạnh, khinh thường nói, chỉ có ngươi có kiếm sao? Ta cũng có. Nói xong, Hoàng Thiết Thiền rút một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông ra, nghênh đón trường kiếm đâm tới của Trương Chí Thanh. Song kiếm tấn công, kinh phong bạo khởi. Trương Chí Thanh đột nhiên phát hiện linh khí sói mòn trong cơ thể ngày càng nhanh hơn. Ha ha, xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Hoàng Thiết Thiền cười khẩy. Trương Chí Thanh cố gắng chống đỡ, ta đã nói, 10 phút sẽ giết chết ngươi. Chỉ sợ ngươi không chống đỡ nổi 10 phút. Hoàng Thiết Thiền đắc ý nói, không ngừng tránh né, khiến linh khí Trương Chí Thanh nhanh chóng tiêu hao. Một bên khác, Bạch Tiêm Tiêm đỡ Tiểu Diễm Diễm đang bị trọng thương dậy, có chút không đành lòng, Thiên ca ca, người mau cứu Tiêu tỷ tỷ đi. Vợ Tiêm Tiêm, nàng nhất định phải cứu nàng ấy sao? Hạ Thiên không khỏi nhắc nhở, nàng ta chưa chắc sẽ cảm ơn nàng đâu. Bạch Tiêm Tiêm lắc đầu, ta không cần nàng cảm ơn, người mau cứu nàng ấy đi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hoàng Thiết Thiền nghe xong, không khỏi mỉm cười, dù sao, ở lại thêm một chút nữa các ngươi đều sẽ phải chết. Linh khí trong cơ thể cũng đưa cho ta sử dụng, cần chi phải làm như thế. Thằng ngu ngươi muốn chết đúng không? Hạ Thiên khó chịu trừng mắt nhìn Hoàng Thiết Thiền, ta và vợ Tiêm Tiêm đang nói chuyện. Hoàng Thiết Thiền cười nhạo, ánh mắt lạnh xuống, ngươi không cho rằng ngươi đánh thắng Ngôn Tử Mặc thì có tư cách nói lời này với bổn công tử. Tên phế vật Ngôn Tử Mặc, ngay cả 1/10 thực lực của bổn công tử cũng không bằng. Nếu không phải muốn lừa tất cả tiến vào phù cung hoàng kim, ta đã làm thịt ngươi trên tuyết sơn rồi. Hạ Thiên ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiết Thiền, thằng ngu ngươi ngay cả 1/1000 thực lực của ta cũng không bằng, tại sao ngươi lại có mặt mũi nói chuyện trước mặt ta chứ? Ngươi quả nhiên đang tìm chết. Hoàng Thiết Thiền đã tức giận, chỉ vào Hạ Thiên, vậy ta sẽ để cho ngươi biết thực lực chân chính của bổn công tử. Hắn ta còn chưa nói xong, kiếm của Trương Chí Thanh đã chém đến trước mặt. Lần này Hoàng Thiết Thiền không tránh né, chỉ đưa tay đâm thủng kiếm khí mênh mông và lôi ý cuồn cuộn, chống đỡ một kiếm của Trương Chí Thanh. Không thể nào, Trương Chí Thanh mở to mắt, không thể tin nổi. Hoàng Thiết Thiền rất hưởng thụ vẻ mặt này, khiêu khích nhìn Hạ Thiên, ngạo nghễ nói, thật ra ta có năng lực có thể giết chết các ngươi. Sở dĩ ta không lập tức giết chết các ngươi là vì ta còn chưa chơi chán. Bây giờ các ngươi đã biết rõ chưa? Vợ Tiêm Tiêm, nàng thấy không, mấy kẻ ngu ngốc thường sẽ tự tin một cách khó hiểu đến như vậy. Hạ Thiên cũng không để ý đến Hoàng Thiết Thiền, mỉm cười nói với Bạch Tiêm Tiêm, về sau nàng gặp phải mấy loại người này, nàng cũng không cần hoài nghi nữa nhé. Bọn họ đích thật là loại người rất ngu ngốc. Vâng, ta biết rồi. Bạch Tiêm Tiêm gật đầu, người mau cứu Tiêu tỷ tỷ đi. Nàng ấy sắp không được rồi. Hạ Thiên đáp, vợ Tiêm Tiêm, nàng yên tâm đi, cho dù nàng ta chết rồi, ta cũng có thể cứu sống lại. Tiêu Diễm Diễm. Bên kia, Hoàng Thiết Thiền không khỏi phẫn nộ. Cho đến bây giờ, hắn ta chưa từng bị ai khinh thường đến như vậy, nhất là khi hắn ta đang khống chế toàn cục. Cho dù Trương Chí Thanh xuất thân từ tông môn ngàn năm Long Hổ Sơn, lúc này cũng bị hắn ta đùa bỡn trong tay. Tuy nhiên, Hạ Thiên lại dám sỉ nhục hắn ta như vậy, bảo hắn ta làm sao mà chịu được. Hoàng Thiết Thiền vỗ một chưởng vào Trương Chí Thanh đã không còn chút sức lực nào, thanh nhuyễn kiếm thì trực chỉ Hạ Thiên, ta vốn còn định giữ lại ngươi đến cùng. Đáng tiếc ngươi vẫn nhiều lần muốn chết, vậy bổn công tử thành toàn cho ngươi. Hạ Thiên khó chịu nói, ta không thích người khác chỉ vào người của ta. Mặc kệ dùng kiếm hay dùng súng, người mới đang tìm chết đó.
Buồn cười, Hoàng Thiết Thiền cười nhạo không thôi, thậm chí hắn ta còn cảm thấy so đo với loại người như Hạ Thiên hơi bị dư thừa. Dù sao hắn ta cũng chẳng có cái gì cần phải so đo với người chết, chờ ta giết chết tên đệ tử của Long Hồ Sơn, ta sẽ giết chết ngươi. Nói xong, kiếm của hắn ta trực chỉ cổ họng Trương Chí Thanh. Hai mắt Trương Chí Thanh đã mơ màng, linh khí bên trong cơ thể đã không còn mấy, trong lòng không khỏi bi thương, không nghĩ đến hắn ta là truyền nhân đương đại của Trương gia, một thân kiếm pháp siêu tuyệt lại chết thê thảm như vậy. Bốp! Mũi kiếm của Hoàng Thiết Thiền bị người ta đẩy ra, cũng không đâm trúng cổ họng Trương Chí Thanh. Ồ, ngươi còn có thể cử động. Xem ra, căn cơ của ngươi không tệ. Hoàng Thiết Thiền ngạc nhiên nhìn Bạch Tiêm Tiêm, đáng tiếc, ngươi cứu hắn ta cũng chẳng có lợi ích gì. Hắn ta đã là phế vật. Bạch Tiêm Tiêm lạnh lùng nhìn Hoàng Thiết Thiền, ngươi mới là phế vật đấy. Ngươi rõ ràng có bản lãnh nhưng lại không dám chính diện đối chiến với người khác. Chỉ biết sử dụng mấy loại âm mưu quỷ kế này, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Cái này có gì mà phải hổ thẹn? Hoàng Thiết Thiền mỉm cười ngạo nghễ, tu vi cảnh giới là thực lực, trí tuệ và mưu kế cũng là thực lực. Đều tại các ngươi ngu xuẩn, trách được ai chứ? Dù sao Bạch Tiêm Tiêm cũng ít trải sự đời, nhất thời không biết làm thế nào để phản bác. Vợ Tiêm Tiêm, ngươi không cần nghe hắn ta nói. Hạ Thiên có thể nói là có kinh nghiệm phong phú khi đối phó với loại người ngu ngốc này. Hắn không bị lọt vào cạm bẫy ngôn ngữ của đối phương, đã ngu ngốc thì liên quan gì đến trí tuệ, cũng chẳng có thực lực, cứ xử lý trực tiếp là được. Ha ha, vậy bổn công tử sẽ bồi ngươi chơi một chút, xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Hoàng Thiết Thiền thấy ngôn ngữ của mình vô hiệu với Hạ Thiên, nhuyễn kiếm trong tay lắc một cái, đâm về phía Bạch Tiêm Tiêm. Luận đấu võ mồm. Bạch Tiêm Tiêm khả năng không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng đối với chiến đấu lại không hề sợ hãi. Ở Sương Nguyệt Đảo, người người đều tu hành, huống chi âm y môn còn cất giữ không biết bao nhiêu đồ tốt, trong đó có rất nhiều bí mật tu hành của các môn phái. Bọn họ chẳng những tu luyện mà còn thường xuyên thực chiến. Mặc dù không thấy máu nhưng kinh nghiệm đầy đủ. Thiên Sơn kiếm pháp phiêu giật, kỳ quỷ một đường, chiêu thức như thơ như vẽ, lúc đối chiến rất dễ dàng tạo ảo giác cho đối thủ. Đó là vì loại kiếm pháp này không hề có lực sát thương. Tuy nhiên, cũng bởi vì kiếm pháp mê hoặc mắt người mới có thể khiến cho khi đối thủ buông lỏng cảnh giác, giết người một cách vô hình. Bạch Tiêm Tiêm cảm thấy kiếm pháp đối phương quỷ dị, không trực tiếp nghênh chiến. Mỗi lần đối chọi gay gắt, kiếm của đối phương lại tránh ra, từ một góc độ quỷ dị khác đâm tới. Nếu thể lực hai bên ngang nhau, chiêu thức này rất dễ thu được ưu thế, thậm chí nhanh chóng chiếm thượng phong. Thậm chí trong vòng mấy chiêu sẽ chiến thắng một cách bất ngờ. Tuy nhiên, kiếm pháp này cũng có một khuyết điểm rất lớn, một khi gặp phải đối thủ mạnh hơn mình mấy lần, hành động lâm thời biến chiêu như thế chỉ là tìm chết. Cũng may tu vi Bạch Tiêm Tiêm không cao, đại khái ngang ngửa với Hoàng Thiết Thiền, đều là trúc cơ kỳ, cách ngưng kết kim đan vẫn còn một khoảng cách. Cho nên, Hoàng Thiết Thiền tự cho mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, kiếm pháp càng thêm quỷ dị. Khiến người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Đấu một hồi, Bạch Tiêm Tiêm dần dần rơi vào thế hạ phong. Vợ Tiêm Tiêm, thật ra nàng không cần đi theo tiết tấu của người khác. Hạ Thiên lên tiếng nhắc nhở, nàng muốn đánh như thế nào thì cứ đánh như thế ấy. Hắn ta có muốn chơi trò gì cũng vô dụng. Bạch Tiêm Tiêm giật mình, lập tức bừng tỉnh, đúng vậy, vì sao ta luôn phải nghĩ đến làm cách nào để phá chiêu của hắn ta chứ? Hoàng Thiết Thiền cười nói, bây giờ ngươi mới nghĩ đến thì cũng đã muộn rồi. Ngươi nhất định phải chết, tuy nhiên, ta thấy tư chất của ngươi không tệ, giết chết quả thật rất đáng tiếc. Chỉ cần ngươi thần phục ta, đồng ý trở thành lô đỉnh của bổn công tử, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ban đầu, Hạ Thiên hoàn toàn không thèm để ý cái tên ngu ngốc này, thậm chí chẳng muốn ra tay. Bây giờ, nghe Hoàng Thiết Thiền nói khó nghe như thế, hắn không khỏi khó chịu. Ngươi dám đánh chủ ý vào vợ của ta, xem ra ngươi thật muốn chết rồi. Ồ, ngươi nói giống như ngươi có thể giết chết được ta vậy. Hoàng Thiết Thiền chẳng thèm ngó đến Hạ Thiên, bây giờ trong người ngươi còn linh khí hay không? Một đầu ngón tay của bổn công tử cũng có thể lấy mạng của ngươi. Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh đâu, ta sẽ chơi nữ nhân của ngươi trước mặt ngươi, a. Lời còn chưa nói hết, một nắm đấm đã nặng nề đập vào mặt của hắn ta. Một quyền này không hề khoa trương, chỉ là một quyền bình thường.
nhưng nắm đấm lại vô cùng bá đạo, còn mạnh hơn cả thép, cứng hơn cả sắt, phá vỡ phòng ngự của Hoàng Thiết Thiền, đập nát khuôn mặt của hắn ta, răng trong miệng cũng biến thành mảnh vụn bay khắp nơi. Bành! Hoàng Thiết Thiền va vào vách tường phù cung, thiếu chút nữa đã tạo thành một lỗ thủng. Không thể nào, gương mặt Hoàng Thiết Thiền không còn khinh thường, thay vào đó là sự sợ hãi nhìn Hạ Thiên, linh khí trong cơ thể người đáng lý phải bị hút sạch mới đúng, người rốt cuộc là ai? Ta là ai, người không có tư cách để biết, có biết cũng không có tác dụng. Hạ Thiên bóp tay, lười biếng nói, ban đầu, người muốn làm gì đều không liên quan đến ta, nhưng tên ngốc người cứ chọc ta, còn dám đánh chủ ý vào vợ Tiêm Tiêm của ta, ta đành phải xử lý ngươi. Xử lý ta, Hoàng Thiết Thiền cười to lên, giống như điên dại, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh chúng ta một quyền thì có thể khoác lác. Chỉ cần Hoàng Kim Phù Cung còn, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Bổn công tử sẽ dùng Phù Cung hút khô ngươi. Vừa dứt lời, Hoàng Kim Phù Cung lập tức gia tăng tốc độ cướp linh khí của Hạ Thiên. Rất nhiều linh khí từ bên trong cơ thể Hạ Thiên bay ra ngoài, từng chút một rót vào cơ thể. Ha ha ha! Ta còn xem ngươi phách lối như thế nào nữa. Cơ thể Hoàng Thiết Thiền trong nháy mắt khôi phục lại như cũ, ngay cả răng bị đánh rớt cũng dài ra, ngươi có mạnh hơn nữa cũng chỉ là phân bón của ta mà thôi. Hôm nay, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của bổn công tử. A, à, lại một quyền chẳng có gì lạ. Cơ thể Hoàng Thiết Thiền phá vỡ Hoàng Kim Phù Cung, bị đánh bay ra ngoài, lăn đến một ngọn núi, khó khăn lắm mới dừng lại được. Hoàng Thiết Thiền bò lên trong đống tuyết, đưa tay chỉ Hạ Thiên từ xa, nghiến răng nói, ngươi đích thật rất lợi hại, nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần ngươi không phá nổi kết giới của ta, các ngươi vẫn bị ép khô mà chết, nhiều năm khổ tu sẽ làm giá y cho ta. Hạ Thiên nhếch miệng khinh thường, ngươi cho rằng kết giới rách này của ngươi có thể vây được ta. Đây không phải kết giới rách mà là tu di kim cung giới của Thiên Sơn phái chúng ta. Hoàng Thiết Thiền cười gằn. Gương mặt tràn ngập khinh thường, người dùng nhiều một phần lực, uy lực của nó sẽ mạnh một phần. Cho nên, các người càng dãy giụa, chết sẽ càng nhanh hơn. Hạ công tử, nói năng phải ôn hòa một chút. Tần Bảo Ngọc sợ Hạ Thiên kiêu ngạo quá mức, vội vàng nhắc nhở, nếu chọc giận hắn ta, chỉ sợ chúng ta sẽ phải chết ở đây. Người cũng ngu ngốc giống bọn họ sao? Hạ Thiên mất hứng. Tiêu Diễm Diễm miễn cưỡng thở ra một hơi. Nói với Tần Bảo Ngọc, đã lúc nào rồi ngươi còn muốn ôn hòa với địch nhân? Giáo dục Tần gia các ngươi thật kém cỏi. Ta chỉ muốn tranh thủ thêm chút thời gian mà thôi. Tần Bảo Ngọc cũng cảm thấy lời nói của mình một chút cũng không có tác dụng, nhưng hắn ta không muốn chết uất ức ở đây, không phải hắn ta vừa mới khởi động Hoàng Kim Phù Cung sao, lát nữa, tất cả chúng ta đều phải chết. Chỉ có ngươi chết, Hạ Thiên hờ hững nói, ta và vợ Tiêm Tiêm tuyệt đối không thể nào chết được. Tiêu Diễm Diễm bất mãn nói, này, Hạ Thiên, nói thế nào chúng ta cũng có giao tình. Ngươi không nghĩ đến sẽ mang ta đi sao? Mang ngươi đi làm gì? Dung mạo của ngươi cũng không xinh đẹp cho lắm. Tiêu Diễm Diễm tức giận đến muốn ngạt thở, nhân tính của ngươi quá lạnh lùng rồi. Bây giờ mà còn tâm trạng để cãi nhau sao? Không thể không nói, các ngươi thật không biết viết chữ chết như thế nào. Hoàng Thiết Thiền đứng trên đỉnh núi tuyết, trong tay bóp quyết. Cười lạnh nói, đã như vậy, ta sẽ tốt bụng tiễn các ngươi một đoạn đường. Hoàng Kim Phù Cung, ép khô bọn chúng cho ta. Hoàng Kim Phù Cung đột nhiên rung động kịch liệt, trong nháy mắt nhỏ xuống một vòng, quang mang bao bọc bên ngoài lại càng đậm hơn. Một lát sau, Hoàng Kim Phù Cung chỉ to bằng một căn phòng, nếu thêm nửa phút nữa, đoán chừng nó sẽ thu nhỏ chừng bàn tay. Hạ Thiên, mau nghĩ cách đi, nếu không, chúng ta sẽ bị ép thành bánh thịt. Tiêu Diễm Diễm bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng thúc giục Hạ Thiên. Hoàng Thiết Thiền cuồng thiếu, vô dụng thôi, đây chính là pháp bảo cực phẩm thượng cổ. Bây giờ, cho dù Đại La Kim Tiên cũng không cách nào cứu được ngươi. Không cần Đại La Kim Tiên, một quyền của ta cũng có thể đánh vỡ thứ này. Hạ Thiên không hề lo lắng nói một câu, sau đó nắm chặt nắm đấm nhắm ngay Hoàng Kim Phù Cung đánh xuống một quyền. Bành! Nắm đấm đánh trúng vách tường Hoàng Kim Phù Cung, phát ra một tiếng vang trầm, về sau không còn phản ứng nữa. Ha ha, ta đã nói rồi, vô dụng thôi. Hoàng Thiết Thiền cười ha hả, có chút trào phúng, đừng nói một quyền, cho dù ngươi đánh 100 quyền, 1000 quyền, 1 vạn quyền. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe oành một tiếng,
Hoàng kim phù cung nổ tung, biến thành kim quang, trong chớp mắt phiêu tán hầu như không còn giữa không trung. Cái này, Hoàng Thiết Thiền đứng run tại chỗ, nhất thời không biết nên có phản ứng gì. Ngay cả đám người Tần Bảo Ngọc, Trương Chí Thanh cũng mở to mắt, há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ đến Hoàng Kim Phù Cung lại dễ dàng bị Hạ Thiên đánh nổ như thế. Quả nhiên là một tên biến thái. Tiêu Diễm Diễm lắc đầu, thở dài, thấp giọng nói. Sau khi Hoàng Kim Phù Cung tiêu tán, linh khí mà nó cướp của người khác cũng rất nhanh trở về đan điền khí hải của chủ nhân. Tiêu Diễm Diễm nhận được luồng linh khí, cuối cùng từ biên giới sắp chết đào thoát, có thể vận hành công pháp tự chữa thương. Tần Bảo Ngọc và Trương Chí Thanh vốn không bị thương tích gì, chỉ mất quá nhiều linh khí, cho nên mới suy yếu. Hiện tại linh khí đã trở về, tất nhiên không còn gì đáng ngại nữa. Về phần Chiêm Mộ Tư, không biết vì sao hắn ta vẫn trong trạng thái không biết sống chết. Hoàng Thiết Thiền, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Trương Chí Thanh vừa khôi phục khí lực, lập tức rút trường kiếm muốn rửa sạch mối nhục. Hoàng Thiết Thiền thấy mọi người đã khôi phục công lực, bỗng cảm thấy không ổn. Nếu đơn đả độc đấu, hắn ta có thể vỗ ngực không sợ bất cứ kẻ nào, nhưng trước mắt đồng thời lại đối mặt với mấy người có thực lực tương đương với hắn ta, huống chi còn một Hạ Thiên Thâm bất khả trắc. Các ngươi tốt nhất đừng nên làm loạn. Hoàng Thiết Thiền hoảng hốt, lập tức lộ ngay lá bài tẩy của mình, cha ta là trưởng môn Thiên Sơn Phái. Các ngươi dám giết ta, các ngươi hãy chuẩn bị tư tưởng là địch với toàn bộ Thiên Sơn Phái đi. Bây giờ ngươi đã biết sợ, Tiêu Diễm Diễm lạnh lùng nói, trước kia, tại sao ngươi không sợ đắc tội với Tiêu gia, Tần gia còn có Long Hổ Sơn chứ? Bạch Tiêm Tiêm cũng lên tiếng, lúc trước, hắn ta muốn giết sạch toàn bộ các ngươi, như vậy, không ai biết là do hắn ta làm. Hạ Thiên nói, cho ngươi cơ hội để lại di ngôn đấy. Hoàng Thiết Thiền cũng không muốn giải thích, chỉ muốn làm thế nào để thoát thân, Hoàng Kim Phù Cung là chí bảo Thiên Sơn Phái ta. Nó đã bị nổ, cha ta nhất định biết ta đã xảy ra chuyện. Ông sẽ chạy đến đây ngay lập tức. Hoàng Thiết Thiền nói tiếp, các ngươi tốt nhất nên nghĩ cho thông suốt, giết ta, các ngươi sẽ phải gánh Thiên Sơn Phái trả thù, rốt cuộc có đáng hay không? Hắn ta nói không sai. Tần Bảo Ngọc là người đầu tiên do dự. Dù sao hắn ta cũng không có tổn thất quá lớn, chỉ mất mặt một chút, không cần thiết vì tức giận nhất thời mà đắc tội Thiên Sơn Phái. Mặc dù Trương Chí Thanh sợ Long Hổ Sơn gây phiền phức nhưng sự kiêu ngạo của hắn ta khiến cho hắn ta không cách nào nuốt xuống cơn tức này. Về phần Tiêu Diễm Diễm, nàng nhất định không bỏ qua, nhưng chỉ dựa vào thực lực của một mình nàng thật sự không làm gì được đối phương, chỉ có thể xem Hạ Thiên có chịu ra tay giúp đỡ không mà thôi. Hừ, chỉ cần các ngươi bỏ qua việc này, về sau các ngươi chính là bằng hữu của Thiên Sơn Phái. Hoàng Thiết Thiền thấy uy hiếp đã có công dụng. Hắn ta nói tiếp, ta sẽ bồi thường cho các ngươi, bao các ngươi đẩy, Chữ hài lòng còn chưa nói ra, Hoàng Thiết Thiền đã bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ta đã bảo ngươi để lại di ngôn, kết quả ngươi còn ở đó nói nhảm. Hạ Thiên bất mãn nói, tốt nhất là nên đi chết đi. Hạ Thiên, ngươi muốn chết. Hoàng Thiết Thiền một lần nữa leo ra từ trong đống tuyết, trừng mắt to đến mức muốn rách cả mí mắt, ngươi dám giết ta. Ngươi không sợ bị toàn bộ Thiên Sơn Phái trả thù sao? Hạ Thiên chẳng thèm để ý, cùng lắm thì diệt luôn Thiên Sơn Phái của ngươi, không được sao? Ha ha, ngươi đúng là cuồng ngạo đến không có biên giới. Hoàng Thiết Thiền giận quá hóa cười, chỉ vào Hạ Thiên, nói, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngươi có biết cha của ta có cảnh giới gì không? Có biết đại năng nào đứng sau lưng Thiên Sơn Phái chúng ta hay không? Có biết, Lại một quyền đánh xuống, cắt ngang lời nói của Hoàng Thiết Thiền. Tiêu Diễm Diễm ở bên cạnh thúc giục, Hạ Thiên, ngươi nên dứt khoát một chút, mấy thứ ngớ ngẩn này thì có gì vui đâu, cứ trực tiếp một quyền xử lý là được. Hạ công tử, ngươi ngàn vạn lần phải thận trọng, Tần Bảo Ngọc lại ôm tâm tư khác, vội vàng nhắc nhở, Thiên Sơn Phái thật sự không thể khinh thường được đâu. Nghe nói vị thúc tổ đại năng của bọn họ đang là trưởng lão của một tiên tông nào đó ở tiểu tiên giới. Đến lúc đó, ngươi đến tiểu tiên giới, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nếu đã nói toạc ra rồi, ta cũng nói cho các ngươi biết luôn. Hoàng Thiết Thiền quyết định lật lá bài tẩy của mình, không sai, Thiên Sơn Phái chúng ta có sư thúc tổ đang là trưởng lão của Cửu Sơn kiếm môn tiểu tiên giới. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ta sớm nhận được tin tức mà mai phục các ngươi ở đây,
thậm chí không sợ tiểu tiên giới truy cứu nguyên nhân. Tiêu Diễm Diễm không sợ Thiên Sơn Phái, dù sao Tiêu gia bọn họ cũng không phải ăn chay, nhưng nếu liên quan đến tiểu tiên giới, nàng không thể không cân nhắc hậu quả. Tiêu gia cũng sẽ không vì nàng mà không qua lại với tiểu tiên giới. Trương Chí Thanh cũng im lặng không nói, chỉ trách mình vô năng, sau đó âm thầm thế thốt nhất định phải chuyên cần khổ luyện, không muốn chịu cảm giác bị người ta áp chế nữa. Nào, đến đây giết người ta đi, có gan thì ngươi giết chết ta đi. Hoàng Thiết Thiền cực kỳ đắc ý, không ngừng điên cuồng hét với Hạ Thiên. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, người đã chết. Ngừng, Hoàng Thiết Thiền tất nhiên không tin mấy lời nói nhảm này, không khỏi trào phúng, không dám thì là không dám, sợ thì sợ, lại còn không dám nhận, thật đúng là buồn cười. Ngươi chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu. Bạch Tiêm Tiêm không muốn Hạ Thiên chịu nhục, Thiên ca ca, để ta đi giết hắn. Chuyện này sẽ không liên quan đến ngươi. Vợ Tiêm Tiêm, không cần đâu. Hạ Thiên cười nói, ta đã nói rồi, hắn ta đã là người chết, không cần thiết phải giết thêm lần nữa. Bạch Tiêm Tiêm vẫn không hiểu, nhưng bây giờ hắn cứ ở đó mà khoác lác đi. Ngươi có phải còn muốn nói, thật ra nắm đấm của ngươi đã đánh ta chết từ trước. Hoàng Thiết Thiền rất khinh thường hành vi dáng chống đỡ của Hạ Thiên, bổn công tử sống rất tốt, không hề có chuyện gì, hả? Hoàng Thiết Thiền đang nói, đột nhiên im bặt, cả người giống như con gà con bị người ta bóp cổ. Đám người Tần Bảo Ngọc không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoàng Thiết Thiền, hiển nhiên hiểu Hạ Thiên nói là có ý gì. Ngươi, Hoàng Thiết Thiền chỉ nói được một chữ, cơ thể giống như mặt đất rạn nứt vì khô hạn, đầu tiên nứt ra một khe nhỏ, rất nhanh khe hở càng lúc càng lớn, mắt thấy cả người như muốn sụp đổ. Lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, một mực bao vây Hoàng Thiết Thiền lại. Là cửa tiểu tiên giới mở ra, Tần Bảo Ngọc nhìn thấy, không khỏi kêu lên sợ hãi. Ha ha ha, ta không cần chết, ta không chết được đâu. Cơ thể của Hoàng Thiết Thiền nhanh chóng khép lại trong kim quang, khiến hắn ta không khỏi cuồng hỉ. Hạ Thiên lắc đầu, giữ ngón tay hiện ra ngân châm, điểm một điểm vào hư không, ta nói ngươi chết rồi thì là ngươi chết rồi. Đừng nói người tiểu tiên giới đến, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến cũng vô dụng thôi. Một chiêu này chính là châm ngoại châm mà Hạ Thiên đã ngộ ra. Dừng tay. Một âm thanh uy nghiêm từ trên trời truyền xuống. Đáng tiếc đã muộn rồi, cả người Hoàng Thiết Thiền giống như pháo hoa nổ tung trên đỉnh núi tuyết, rất nhanh tan thành mây khói, cái gì cũng không còn. Đỉnh núi tuyết, một cánh cửa lớn màu vàng óng chậm rãi mở ra. Kim quang từ trong khe hở chiếu ra ngoài. Dưới ánh sáng của nó, toàn bộ núi tuyết sáng như ban ngày. Ngay sau đó, một lão giả mặc kim bào từ trong khe cửa bước ra, cầm trúc trượng trong tay, gương mặt tràn ngập sự giận dữ. Ông ta nheo mắt, sát khí lẫm liệt. Đây mới thật sự là sứ giả của tiểu tiên giới. Tần Bảo Ngọc chỉ cảm thấy lồng ngực trì trệ, cảm nhận được một cảm giác áp bách cường đại, khiến hô hấp của hắn ta không được thoải mái, đầu không dám nhấc lên, uy áp này thật sự quá kinh khủng. Sắc mặt Trương Chí Thanh tái nhợt. Bởi vì hắn ta cũng không cách nào ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn màu vàng óng. Một cảm giác áp bách vô hình đè ép ngạo khí của hắn ta. Người của tiểu tiên giới đều không có phẩm vị hay sao? Hạ Thiên vẫn thoải mái nhìn lão giả mặc kim bài, mấy loại quần áo này vốn khó coi, lại còn là màu vàng. Lão giả mặc kim bào lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, cố nén giận, mới nãy lão phu bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe hay sao? Có nghe. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão giả mặc kim bào lại quát lớn, nếu ngươi đã nghe, vì sao ngươi lại không tuân theo mệnh lệnh? Hạ Thiên khinh thường nhìn lão giả mặc kim bào, ngươi được tính là cái gì, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Lão phu chính là sứ giả kim bào tiên giới, ngôn xuất pháp tùy, đại diện cho ý chí của tiên giới. Lão giả kim bào càng thêm tức giận, chỉ vào Hạ Thiên mà quát, ngươi bất kính tiên sứ, tự tiện giết thí luyện giả. Ngươi có biết tội của mình không? Biết cái đầu ngươi đấy, nó nhảm nhiều quá. Hạ Thiên nhếch miệng, ta muốn đến tiểu tiên giới, chó ngoan không cản đường, mau tránh ra. Nếu không, ta ngay cả ngươi cũng giết không tha. Lớn mật, cuồng vọng, lão giả kim bào tức giận đến toàn thân phát run, nếu là như thế, ngươi cũng đừng trách lão phu vô tình. Ngươi và tông môn của ngươi vĩnh viễn mất đi tư cách tham gia thí luyện. Hạ Thiên bật cười, cứ tùy ý lấy. Cứ tùy ý đoạt. Dù sao ta cũng chẳng có tông môn,
cũng không phải thí luyện giả. Ngươi không phải thí luyện giả, vì sao ngươi lại ở đây? Lão giả kim bào ngẩn ra, không khỏi nghi ngờ, tại sao ngươi biết tiên giới sẽ mở cửa hôm nay? Ta đến tiểu tiên giới là vì cửu nha đầu. Hạ Thiên lười biếng đáp, ngươi tốt nhất đừng nên làm chậm trễ thời gian của ta. Lão giả kim bào hừ lạnh một tiếng, quát lớn, ngươi cho rằng tiểu tiên giới là nơi nào chứ, ngươi muốn đến thì đến. Tiểu tiên giới là nơi nào, ngươi hỏi ta làm gì? Hạ Thiên nhếch miệng, tóm lại, ngươi mau tránh ra, nếu không, ta đánh ngươi đấy. Tốt tốt tốt, lão giả kim bào giận quá hóa cười, giơ trúc trượng trong tay lên, đầu tiên, ngươi tự tiện giết chết thí luyện giả, bây giờ ngươi lại làm nhục lão phu, còn tự tiện xông vào tiên giới. Ngươi đúng là không biết sống chết, hôm nay lão phu sẽ dùng trúc trượng dạy cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Hạ Thiên mỉm cười, đáp lại một câu, hy vọng ngươi thật sự lợi hại, chứ không phải chỉ nói suông ngoài miệng. Thiên ca ca, ngươi không được bất kính với sứ giả tiểu tiên giới. Bạch Tiêm Tiêm hơi lo lắng, ngươi còn phải đến đó cứu cửu tỷ tỷ. Vợ Tiêm Tiêm, không sao đâu. Hạ Thiên khinh thường nói, đám ngu xuẩn này đầu óc đều có bệnh, lúc nào cũng tỏ vẻ lão đại đối với lão nhị, đúng là muốn ăn đòn. Quỳ xuống cho ta, lão giả kim bào bỗng dừng điểm trúc trượng về phía Hạ Thiên, một luồng kim quang bành trướng bao phủ cả ngọn núi tuyết. Kim quang lóe lên, chỗ đứng của Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm lập tức biến thành một bãi đất trống. Thân ảnh của hai người cũng biến mất không thấy, giống như bị kim quang đốt thành cho tàn. Dư quang đến, mặc kệ Tần Bảo Ngọc hay là Tiêu Diễm Diễm hay Trương Chí Thanh, trong nháy mắt đều cảm nhận được giống như có một ngọn núi lớn đặt trên đầu mình, buộc cả người phải cúi xuống dưới. Nhất là Tiêu Diễm Diễm, trọng thương chưa lành, vừa mới khôi phục được linh khí, chỉ có thể cố gắng trèo trống. Kết quả bị cự lực đè ép, nàng ngã xuống đất. Đây không phải quỳ mà là trực tiếp ngã nhào xuống. Tiên sứ, ngươi làm vậy là có ý gì? Tần Bảo Ngọc quỳ một chân, miễn cưỡng chống đỡ, nói với lão giả kim bào, chúng ta không hề bất kính với ngươi, vì sao ngươi lại cư xử với chúng ta như thế? Lão giả kim bào hừ lạnh một tiếng, các ngươi thân là thí luyện giả, thấy có người giết hại đồng đạo lại không ra tay ngăn cản. Đây cũng là tội, tất nhiên phải chịu phạt. Đáng dám, tính cách Trương Chí Thanh vốn ngông nghênh, đương nhiên sẽ không tùy tiện khuất phục, chuyện Hoàng Thiết Thiền mưu hại chúng ta, vì sao ngươi lại không nói đến? Còn dám giả mồm, chết đi cho lão phu. Lão giả kim bào gầm thét một tiếng, trúc trượng trong tay một lần nữa đè ép xuống. Lúc này, Trương Chí Thanh cũng không chịu nổi, cả người nằm trên mặt đất giống như có 10 ngọn núi đặt trên lưng, toàn thân trên dưới không chỗ nào có thể động đậy được. Thậm chí Tần Bảo Ngọc còn phun máu, mắt thấy sắp bị ép đến bạo thể mà chết. Hạ Thiên, con rùa đen, Vương Bát Đản ngươi, ngươi còn không mau ra tay cứu ta. Tiêu Diễm Diễm không nhìn được la lớn, nếu lão nương chết, ta có làm quỷ cũng mỗi ngày bò đến cửa sổ của ngươi, khiến cho ngươi và nữ nhân của mình không được yên bình. Lão giả kim bào nhếch miệng khinh thường, đừng kêu nữa, không ai cứu được các ngươi đâu. Hoàng Thiết Thiền là hậu bối của một vị đại trưởng lão trong tiên giới, các ngươi ngồi nhìn hắn ta bị người ta giết chết, có chết cũng chưa hết tội. Mặc dù bọn họ chết cũng chẳng liên quan đến ta. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên sau lưng lão giả kim bào, nhưng ta chính là người giết cái tên ngu ngốc Hoàng Thiết Thiền. Ngươi muốn báo thù, cứ trực tiếp tìm ta, không cần thiết phải gây họa cho bọn họ. Sao? Lão giả kim bào giật mình, quay phắt người lại, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang mỉm cười, ánh mắt khinh thường nhìn ông ta, nhưng không thấy thiếu nữ mặc áo trắng đâu. Ngươi không chết, lão giả kim bào ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Hạ Thiên, Hạ Thiên tự giới thiệu, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Lão giả kim bào mở to mắt, dường như không thể tin nổi cái gì. Ngươi chính là Hạ Thiên. Đúng, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên uể oải đáp lại, thế nào, ngươi biết ta? Biết, lão giả kim bào nghiến răng, ánh mắt tràn đầy hận ý, sao chỉ có thể là biết? Lão phu hận không thể lột da của ngươi, ăn thịt của ngươi, gặm xương của ngươi, để ngươi thân tử hồn tiêu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bạch Tiêm Tiêm xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, nhỏ giọng nói, Thiên ca ca, ngươi và ông ta có thâm cửu đại hận gì à? Hạ Thiên nhếch miệng, ta hoàn toàn không biết lão ngu ngốc này. Ngươi không biết ta,
nhưng con trai của ta, người chắc chắn sẽ biết. Lão giả kim bào quát một tiếng lớn, chỉ vào Hạ Thiên, con trai của ta tên Lương Bắc Thần, cách đây không lâu phụng mệnh đến Sương Nguyệt Đảo làm việc, kết quả chết ở đó, hung thủ chính là một người tên Hạ Thiên, có phải là ngươi hay không? Hạ Thiên mơ hồ hỏi, Lương Bắc Thần, là tên ngu ngốc nào thế? Ta đã gặp qua rồi sao? Chính là hai tu tiên giả tự xưng đến từ Vạn Lung Động Thiên đấy. Tiêu Diễm Diễm ở bên cạnh nhắc nhở, trong đó có một người tên Lương Bắc Thần, một người tên Diệp Việt Trần. Ồ, có chút ấn tượng. Hạ Thiên nhếch miệng, cái tên họ Lương ngớ ngẩn lại đánh chủ ý vào cửu nha đầu, ta liền phế hắn ta, ném xuống biển. Khi đó, hắn ta còn chưa chết, chỉ cần vị sư huynh kia đến cứu kịp thời, nhặt về làm phế vật vẫn có thể nuôi sống mà. Thế nào, dám làm mà không dám nhận, lão giả kim bào căm hận quát mắng. Không có gì là không dám nhận cả. Hạ Thiên nhún vai, dù sao, mấy tên ngu ngốc bị ta giết cũng nhiều lắm. Có thêm một người cũng chẳng có gì lớn. Nếu ngươi đã thừa nhận, vậy ngươi đi chết đi. Thanh Hoàng hiện hình, nuốt hắn cho lão phu. Lão giả kim bào đã giận đến không còn giận được nữa. Trúc trượng ném một cái vào hư không, trúc trượng trong nháy mắt hóa thành một con thanh mãng to bằng người trưởng thành. Hai mắt thanh mãng tràn ngập lãnh quang, thân hình duỗi ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên, mở cái miệng máu cắn về phía hắn. Hạ Thiên khinh thường lắc đầu, đưa tay tóm lấy lưỡi mãng xà, giật mấy lần, bất mãn nói, chỉ là một con giun, lại còn dám gọi là Thanh Hoàng. Hạ Thiên thả lỏng lưỡi Thanh Hoàng ra, thầm nghĩ, nếu Mộng Mộng ở đây, đoán chừng nàng ấy sẽ rất thích. Nếu không, ta bắt lại để nuôi, chờ ngày nào mang đến cho Mộng Mộng. Con thanh mãng đau đến toàn thân run lên, ngửa đầu giống to, liên tiếp lui về phía sau. Thanh Hoàng, ngươi làm gì vậy? Ta bảo ngươi ăn tên tiểu tử kia mà. Lão giả kim bào giận dữ, lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta. Nghe được lão giả kim bào gầm thét, ánh mắt thanh mãng lộ ra vẻ e ngại, không thể không vọt đến chỗ Hạ Thiên. Muốn chơi đúng không? Vậy ta sẽ bồi ngươi chơi. Hạ Thiên nổi hứng. Mang theo cự mãng màu xanh tung bay giữa không trung. Con thanh mãng hiển nhiên là đế hoàng trong các loại mãng, từ lúc nào chịu nhục như thế, liền há miệng cắn vào đầu Hạ Thiên, dường như chỉ cần dùng lực là có thể tách rời đầu thân Hạ Thiên ra. Đúng, chính là như vậy. Lão giả kim bào vui mừng, người mau cắn chết tên tiểu tử này cho ta, ta muốn mang đầu của hắn về Vạn Lung Động Thiên, tế tôn con trai ta trên trời có linh thiêng. Hai, tuyệt không ngoan chút nào. Mộng Mộng sẽ không thích đâu. Hạ Thiên từ bụng rắn nói vọng ra ngoài, đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Nói xong, Hạ Thiên đưa tay nắm lấy hai cái hàm trên dưới thanh mãng, bỗng nhiên dùng lực, xé con cự mãng thành hai nửa, tiện tay ném vào trong một sơn cốc. Cái này, Tần Bảo Ngọc nhìn thấy, không khỏi há to miệng. Lúc này, hắn ta mới biết được thực lực Hạ Thiên kinh khủng đến như vậy. Con thanh mãng chính là linh thú, có thể tu luyện đến thân hình như vậy. Ít nhất cũng phải tương đương với kim đàn kỳ, nhưng lại không chống đỡ nổi Hạ Thiên, bị xé thành hai nửa. Trương Chí Thanh cũng phát hiện được sự chênh lệch giữa mình và Hạ Thiên. Cái gọi là thiên tài tiểu tiên giới như hắn ta đúng là chuyện buồn cười. Thanh Hoàng, lão giả kim bào nhìn thấy cự mãng màu xanh bị xé thành hai nửa, mắt mở to như muốn rớt ra, lập tức chỉ tay vào Hạ Thiên, đây chính là thần thú Trấn Sơn Vạn Lung Động Thiên ta, ngươi dám giết nó. Hạ Thiên nhếch miệng, giết thì giết, ngươi làm gì được ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được? Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi còn dám ra tay với lão phu? Lão giả kim bào cảm nhận được một sự nhục nhã trước nay chưa từng có, lão phu là trưởng lão Vạn Lung Động Thiên, sứ giả thiên môn tiểu tiên giới. Ngươi dám động vào một sợi lông của lão phu, chấp pháp thiên vương tiên giới sẽ diệt cửu tộc ngươi. Ta đã nói giết ngươi thì sẽ giết ngươi. Cái gì thiên vương, địa vương, chẳng có tác dụng gì đâu. Thân hình Hạ Thiên khẽ động, quỷ mị xuất hiện trước người lão giả kim bào, nhắm ngay ngực lão giả kim bào đánh ra một quyền chẳng có gì lạ. Lão giả kim bào há miệng phun máu tươi, ông ta há to miệng, dường như muốn nói điều gì đó, đáng tiếc đã muộn, cả người cắm xuống đám mây, rơi vào trong một sơn cốc sâu không thấy đáy. Tần Bảo Ngọc và Trương Chí Thanh chấn kinh đến tắt tiếng. Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ đến Hạ Thiên lại dám giết chết sứ giả tiểu tiên giới. Càng kinh khủng hơn chính là hắn chỉ dùng một quyền mà thôi.
Hạ công tử, ngươi làm gì thế, ngươi không sợ bị tiểu tiên giới trả thù sao? Tần Bảo Ngọc lo lắng nói. Hạ Thiên không hề lo lắng, có gì cần phải sợ chứ? Chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi mà, xử lý thì xử lý. Ngươi xác thực rất lợi hại, Trương Chí Thanh nhìn chằm chằm Hạ Thiên cả nửa ngày, bỗng nhiên lên tiếng, ta không bằng ngươi, ta không tham gia thí luyện lần này. Ta muốn về Long Hổ Sơn bế quan, chờ ngày ta xuất quan, hy vọng ngươi có thể đánh với ta một trận. Chẳng hứng, Hạ Thiên nhếch miệng. Trương Chí Thanh cũng chẳng cần Hạ Thiên đồng ý, bởi vì đây là quyết định của hắn ta. Sau khi cha kiếm vào vỏ, hắn ta quay người rời khỏi. Trương Đạo Huynh, ngươi muốn đi sao? Tần Bảo Ngọc vô cùng kinh ngạc, vội khuyên nhủ, Hạ công tử nói hắn không phải người tham gia thí luyện, ngươi cần chi phải từ bỏ. Hắn tham gia hay không cũng không quan trọng, Trương Chí Thanh lạnh nhạt nói, là do ta nhìn thấy được sự chênh lệch. Dựa vào tu vi hiện tại của ta, cho dù gia nhập tiên tông, ta có thể tiến bộ được bao nhiêu. Hơn nữa, cái gọi là sứ giả tiểu tiên giới nhưng lại yếu đến mức như vậy, tiểu tiên giới không vào cũng được. Nói xong, hắn ta cũng không quay đầu lại. Tần Bảo Ngọc đứng run thật lâu, trong lòng do dự không thôi. Thí luyện tiểu tiên giới là cơ hội Tần gia cực lực tranh thủ mới có được. Nếu cứ như thế mà từ bỏ, hắn ta thật sự không cách nào giao phó với cả nhà. Nhưng, nếu mặt dày mày dạn đến tiểu tiên giới, hắn ta cảm thấy mình không xứng. Tiêu tiểu thư, ngươi có tính toán gì? Tần Bảo Ngọc đành phải hỏi người khác, hy vọng có thể nhận được một số ý kiến. Mặc dù Tiêu Diễm Diễm đã khôi phục khí lực nhưng vết thương trên người vẫn nghiêm trọng như cũ. Nàng khó chịu nói, đương nhiên là về nhà dưỡng thương, chẳng lẽ đến tiểu tiên giới chịu chết à? Về phần người nước ngoài Chiêm Mộ Tư, hắn ta vẫn nằm trên mặt tuyết, không rõ sống chết. Hạ công tử, ngươi nói lần thí luyện này, chúng ta có cần thiết phải tham gia nữa không? Tần Bảo Ngọc đành phải hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên trả lời đơn giản một câu, các ngươi thích đi hay không, liên quan gì đến ta? Tần Bảo Ngọc cười khổ, thầm nghĩ. Làm sao chuyện này không liên quan đến ngươi được chứ? Ngươi ngay cả sứ giả tiểu tiên giới cũng làm thịt, nếu cứ như vậy mà đi, nói không chừng còn bị liên lụy. Thôi, ta nên quay về. Tần Bảo Ngọc thở dài, nhưng trước khi đi, hắn vẫn khuyên Hạ Thiên, tuy nói tu vi vị kim bảo lão giả không cao, nhưng tiểu tiên giới cao nhân nhiều như mây. Hạ công tử, ngươi nên suy nghĩ một chút, đừng nên nộp mạng một cách uổng công. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, điều này không nhọc ngươi quan tâm. Được rồi, hẹn gặp lại. Tần Bảo Ngọc chắp tay với Hạ Thiên, sau đó rời đi. Bạch Tiêm Tiêm đưa tay chỉ Chiêm Mộ Tư trên mặt tuyết, Thiên ca ca, người nước ngoài này làm sao bây giờ? Không thì ngươi cứu hắn đi. Không cần cứu cái tên ngu ngốc này đâu, hắn hoàn toàn chẳng có việc gì. Hạ Thiên nhếch miệng, nói với Chiêm Mộ Tư, ngươi đừng giả bộ nữa, mau xéo nhanh lên. Nếu không, ta để ngươi chết thật ở đây đấy. Người nước ngoài bỗng nhiên mở mắt, nhanh chóng đứng lên, tiêu sái phủi nước đọng trên người, đừng đừng, để ta đi. Vừa đi chưa được mấy bước, hắn ta bỗng quay lại nói với Hạ Thiên, người anh em, lần này ngươi cứu mạng ta thật sự vô cùng cảm kích. Khi nào ngươi đến Mỹ, ta nhất định sẽ đại diện cho Trường Sinh Thánh Điện nhiệt tình khoản đãi ngươi. Không hứng, Hạ Thiên trả lời. Này, Hạ Thiên. Bây giờ ta trọng thương chưa lành, ngươi thật sự không có ý định cứu ta. Sau khi mọi người đi hết, Tiêu Diễm Diễm bất mãn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên hờ hững đáp, không chết là được, ngươi trực tiếp về nhà chữa thương là được rồi. Ta đến tiểu tiên giới có việc, bây giờ ta mà về mới thật sự xảy ra chuyện đấy. Tiêu Diễm Diễm lắc đầu, khẩn cầu Hạ Thiên, nhanh lên, ngươi châm cho ta một châm, giúp cơ thể của ta khôi phục hoàn toàn, ta cảm kích ngươi rất nhiều. Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi cảm kích thì làm được gì cho ta? Như vậy đi, sau khi ta đến tiểu tiên giới, ta có thể giúp ngươi nghe ngóng tin tức A Cửu. Tiêu Diễm Diễm cúi đầu suy nghĩ, sau đó nói, ta muốn đi tìm một trưởng bối Tiêu gia. Ông ấy ở tiểu tiên giới không ít năm, hẳn sẽ biết được chút tin tức. Như vậy thì được, Hạ Thiên gật đầu, giữ ngón tay lộ ra ngân châm, cách không châm cho Tiêu Diễm Diễm hai châm. Mẹ kiếp! Y thuật của ngươi đã đạt đến tình trạng này sao? Ngươi là yêu nghiệt à? Tiêu Diễm Diễm cảm nhận cơ thể của mình trong khoảnh khắc khôi phục lại bình thường, tất cả thương thế trong nháy mắt đều biến mất, lập tức cảm thán không thôi.
Hạ Thiên nhếch miệng, người mới là yêu nghiệt đấy, vết thương cũng đã lành rồi, người mau đi thăm dò tin tức A Cửu cho ta đi. Làm sao mà thông báo cho ngươi? Tiêu Diễm Diễm hỏi, tiểu tiên giới cũng không phải một địa phương nhỏ. Đây là một tiểu thế giới, nghe nói cương vực của nó còn lớn hơn cả trái đất. Bạch Tiêm Tiêm nghe xong, không khỏi khó hiểu, tiểu tiên giới không phải đã từng là động thiên phúc địa của trái đất sao, tại sao còn lớn hơn so với trái đất? Bởi vì tiểu tiên giới không ngừng mở rộng, Tiêu Diễm Diễm mỉm cười đáp, nơi có một đám đại năng tu tiên, làm sao có thể nhỏ được? Mấy trăm năm trước, nó đã sớm chia cắt với trái đất, không còn xâm chiếm không gian sinh tồn của trái đất nữa. Bạch Tiêm Tiêm cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi, Tiêu tỷ tỷ, ngươi đã từng đến tiểu tiên giới rồi à? Tiêu Diễm Diễm mỉm cười đáp, ta đã từng đến đó một lần nhưng là lúc còn rất nhỏ, ký ức mơ hồ không rõ. Vợ Tiêm Tiêm, đừng tán gẫu nữa, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên đưa mắt nhìn cánh cửa lớn màu vàng óng, chậm rãi gọi Bạch Tiêm Tiêm một tiếng. Được rồi, Bạch Tiêm Tiêm lấy lại tinh thần, nắm cánh tay Tiêu Diễm Diễm, Tiêu tỷ tỷ, chúng ta vào chung đi. Hạ Thiên thấy thế, nhếch miệng, nói với Tiêu Diễm Diễm, mau cút sang một bên, đừng làm bóng đèn nữa. Ngươi đúng là nhỏ mọn, Tiêu Diễm Diễm không cười nổi, quay sang nói với Bạch Tiêm Tiêm, mục đích của chúng ta không giống nhau, vẫn không nên đi chung. Hạ Thiên là thiên tài hay gây phiền phức, nếu ta đi chung, nói không chừng cũng dính vào theo. Ta không có bản lĩnh lớn như hắn vậy đâu. Nhớ kỹ, có tin tức của cửu nha đầu thì báo cho ta biết. Hạ Thiên nói với Tiêu Diễm Diễm. Tiêu Diễm Diễm vẫn là câu hỏi kia, làm sao ta thông báo cho ngươi? Hạ Thiên nhếch miệng, đến lúc đó, chỗ nào náo nhiệt nhất, ngươi đến đó tìm ta. Ta biết rồi, ban đầu, Tiêu Diễm Diễm hơi nghi hoặc một chút, nhưng qua một lát đã hiểu ra. Xem ra, Hạ Thiên quyết định đến tiểu tiên giới gây chuyện, vậy ta đi trước. Thân hình Tiêu Diễm Diễm nhanh chóng biến mất bên trong cánh cửa lớn vàng óng. Hạ Thiên ôm eo Bạch Tiêm Tiêm cùng nhau tiến vào bên trong kim quang. Chấm. Tiên Vân Đại Lục, Hương Ba Quốc. Tại một thị trấn nhỏ giao giới giữa Hương Ba Quốc và Hoàng Triều Cơ Thị, có tên Phiêu Phương Tập. Tên như ý nghĩa, đây là một nơi khá nhiều kỳ hoa dị thảo. Vãng lai ngoại trừ thương nhân hương liệu thì là lữ nhân mộ danh mà đến. Khi Tôn Hình Hình và Ninh Khiết đến nơi này đã là hoàng hôn. Ánh chiều tà phản chiếu bầu trời Tây Nam tuyệt đẹp, cộng thêm từng sợi hương khí hoa cỏ phiêu đãng trong không khí, thật có chút say lòng người. Tiểu Khiết, nơi này thơm quá. Tôn Hình Hình trước kia mở tiệm hoa ở thành phố Giang Hải, rất ưa thích hoa cỏ. Sau khi đến Tiên Vân Đại Lục, nàng vẫn luôn ở Thần Tiên Đảo. Tiếp xúc hoa cỏ có hạn. Sở thích trồng rau nuôi lợn cũng gác sang một bên. Bây giờ nàng đến một địa giới hoa cỏ phồn thịnh, thật sự cao hứng ghê gớm. Trước khi ta đến, ta đã đọc qua tư liệu. Hương Ba Quốc chính là nơi sản xuất hương liệu lớn nhất ở Tiên Vân Đại Lục. Kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể. Hình tỷ, người xem như đến đúng chỗ rồi. Chúng ta có thể ở đây lâu mấy ngày. Ninh Khiết mỉm cười, nàng không có sở thích đặc biệt về hoa cỏ. Nhưng ai lại chán ghét người mê hương hoa chứ? Tôn Hình Hình ngượng ngùng cười, vội vàng nói, chúng ta đến làm nhiệm vụ mà, đừng nên để chuyện khác làm chậm trễ thời gian. Không sao, Ninh Khiết biết Hạ Thiên rất thích Tôn Hình Hình, tất nhiên cũng đặc biệt tốt đối với nàng, kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ ở Phiêu Phương Tập 2 ngày, chờ thám tử đến báo cáo tin tức. 2 ngày này, Hình tỷ có thể thu thập hoa cỏ, đến lúc đó có thể mang về Thần Tiên Đảo mà trồng. Thật sao, Tôn Hình Hình mỉm cười, nhưng rồi lại lo lắng, bọn họ có ý kiến gì không? Nếu chẳng may có người dị ứng hoa, chẳng phải ta sẽ là tội nhân sao? Ninh Khiết cảm thấy Tôn Hình Hình đã lo lắng quá mức, Hình tỷ, chúng ta đều là tu tiên giả, lấy đâu ra thuyết pháp dị ứng chứ? À, cũng đúng, Tôn Hình Hình hơi xấu hổ, ta có phải đồ ngốc hay không? Đây không phải là ngốc, mà là do ngươi quá để ý ánh mắt và đánh giá của người khác. Ninh Khiết lập tức trấn an, khó trách phu quân luôn nói người quá ôn nhu, lúc nào cũng cân nhắc thay cho người khác. Thật ra, có đôi khi ngươi nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Đây cũng là ý kiến của phu quân. Được rồi, nghe Ninh Khiết nhắc đến Hạ Thiên, Tôn Hình Hình ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mấy lời nói kia chẳng phải do tên chứng thối kia nói ra được, người đang lừa ta thì có. Ninh Khiết cười nói, dù sao cũng là ý như vậy.
ngươi biết phu quân rất thương ngươi là được. Trong số mọi người, hành động của hắn đối với ngươi là ôn nhu nhất. Ngươi nói cái gì đó? Tôn Hinh Hinh nghe ra được tiếng động cơ trong lời nói, lập tức hiểu được đối phương đang lái xe, mặt đỏ dần lên. Ninh Khiết làm ra vẻ vô tội, ta không hề nói gì, là do ngươi nghĩ bậy, không thể trách được ta. Gương mặt xinh đẹp của Tôn Hinh Hinh lại càng đỏ hơn, không muốn bàn thêm chủ đề này nữa, đành phải hừ nhẹ một tiếng, vén rèm cửa sổ xe nhìn hoa cỏ ven đường. Xe trước mặt, dừng lại cho ta. Lúc này, một tiếng quát to bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một khoái mã chạy vội đến chỗ Tôn Hinh Hinh và Nguyên Liên, là một đội vệ binh kim giáp. Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết liếc nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Sa Phu nhẹ giọng nhắc nhở, là kim quốc vệ của Hoàng Cung Hương Ba Quốc, tình huống có chút không ổn, hai vị chủ mẫu cẩn thận. Kim Ba Ma Quốc là quốc hoa của Hương Ba Quốc, đồng thời cũng là tộc Huy Hoàng tộc. Kim quốc vệ là vệ đội Hoàng tộc Hương Ba Quốc, trong tình huống bình thường, bọn họ chỉ thủ vệ cung đình. Bây giờ bọn họ đột nhiên xuất hiện ở biên cảnh, chỉ có một khả năng, thành viên Hoàng tộc đang có mặt tại Phiêu Phương tập. Các ngươi là ai? Vì sao lại không treo thúc hương kỳ? Đội trưởng dâu cá chê kim quốc vệ quát hỏi Sa Phu. Sa Phu mỉm cười, làm ra vẻ không biết, chúng ta là lữ nhân đến từ Lam Kinh. Đây là lần đầu tiên chúng ta đến Hương Ba Quốc, ta thật sự không biết thúc hương kỳ mà ngài nói là gì. Sa Phu tên Cơ Thập Nhất, là nội vệ Hoàng Triều Cơ Thanh Ảnh phân làm bảo tiêu cho Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết. Tuy cảnh giới tu vi Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết cao hơn Cơ Thập Nhất, nhưng kinh nghiệm giang hồ của hai người quá ít. Có một người như Cơ Thập Nhất hộ giá, xác thực an toàn hơn một chút. Đến từ Lam Kinh, đội trưởng dâu cá chê cao mày, có quan văn đi đường không? Tất nhiên là có, Sa Phu Cơ Thập Nhất lấy một sấp văn kiện trong ngực ra, đưa cho đội trưởng dâu cá chê. Đội trưởng dâu cá chê tiện tay mở ra, sau đó gật đầu, chứng văn không có vấn đề, nhưng gần đây trong nước loạn tặc bốn phía, mặc kệ thương nhân hay lữ khách đều phải đến quan dịch đổi thuốc hương kỳ. Nếu không, tất cả sẽ bị coi là loạn tặc. Sa Phu Cơ Thập Nhất khom người nhận chứng văn, cẩn thận cất kỹ, gật đầu nói ta thật sự không biết chuyện này. Chúng ta sẽ đến quan dịch để đổi cờ. Khoan đã, ngươi bảo người trong xe ngựa xuống đi. Đội trưởng dâu cá chê gọi lại Sa Phu Cơ Thập Nhất, sau đó vẫy tay với hai vệ binh đằng sau, ta muốn kiểm tra xe ngựa một chút. Sa Phu Cơ Thập Nhất có vẻ khó xử, nhưng ngồi trong xe ngựa là hai vị chủ mẫu, chỉ sợ có chút không tiện. Không tiện cái rắm, đội trưởng dâu cá chê giận dữ, chỉ vào Sa Phu mà mắng, hoặc cút ra đây tiếp nhận kiểm tra. Hoặc ta bắt hết các ngươi lại. Ta khuyên ngươi đừng nên làm như vậy thì tốt hơn. Mặc dù Sa Phu Cơ Thập Nhất vẫn mỉm cười nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Nếu không phải sợ yêu nhân vạn hỏa giáo đang chạy loạn bên ngoài, hắn ta đường đường nội vệ Hoàng Triều, làm sao có thể ăn nói khép nép trước đội trưởng của một nước nhỏ. Đội trưởng dâu cá chê nghe xong, tức giận không thôi, ngươi còn dám phản kháng. Khỏi cần nói nữa, trong xe nhất định che giấu loạn tặc. Bắt lại cho ta. Mười mấy tên kim quốc vệ lập tức bao vây xe ngựa, đao kiếm cũng rút một nửa ra khỏi vỏ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Người đi đường đều chỉ sợ tránh không kịp, vội vàng núp hết. Hai vị chủ mẫu ngồi đây, thuộc hạ tuyệt đối không để người khác làm phiền hai vị. Sa Phu Cơ Thập Nhất quyết định nói thẳng thân phận, đối với hắn ta mà nói, nhiệm vụ chỉ là phụ. Trên hết vẫn là bảo vệ an toàn và tôn nghiêm cho hai vị chủ mẫu. Được rồi, Tôn Hinh Hinh không phải là người thích gây chuyện, thấy thế, nàng lập tức trấn an Sa Phu, Thập Nhất Lang, ngươi đừng tức giận với bọn họ. Chúng ta ra ngoài là được. Nhưng chủ mẫu là thân phận gì chứ, sao có thể bị làm nhục như vậy? Sa Phu Cơ Thập Nhất kinh ngạc nói. Ninh Khiết cũng cười nói, không sao đâu, thân phận hay không thân phận. Nếu bọn họ đã muốn kiểm tra, cứ để bọn họ kiểm tra đi. Nói xong, Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết cùng nhau xuống xe. Hai người vừa bước ra, lập tức dẫn đến từng tiếng kinh hô. Hương Ba Quốc ngoại trừ thừa thái kỳ hoa dị thảo, mỹ nhân cũng rất tuyệt thế. Nhưng luận tướng mạo và khí chất, những mỹ nhân tuyệt thế đó đều không thể sánh bằng một phần vạn hai người trước mắt. Đội trưởng dâu cá chê nhìn gương mặt Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết, nhất thời ngẩn ra. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hai vị tiên tử đừng trách hồ mỗ lỗ máng. Thật sự loạn tặc chưa trừ diệt,
tai họa vô tận. Đây cũng là suy nghĩ an toàn cho hai vị, mong hai vị đừng trách. Tôn Hình Hình thản nhiên nói, đây là chức trách của các ngươi không cần thiết phải xin lỗi ta. Mau tranh thủ thời gian kiểm tra đi, kiểm tra xong, chúng ta còn phải đến quan dịch đổi cờ nữa. Ninh Khiết không có cảm tình với gã đội trưởng dâu cá chê, ngươi đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta nữa. Đội trưởng dâu cá chê ngượng ngùng cười một tiếng, để hai thuộc hạ kiểm tra trong xe một phen, rồi nhìn gầm xe, cũng không có phát hiện gì. Xong vậy, Sa Phu Cơ thập nhất nhìn đội trưởng dâu cá chê, Hồ đội trưởng, chúng ta có thể đi được chưa? Không vội, đội trưởng dâu cá chê khoát tay vẫy lui thuộc hạ, sau đó nhìn Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết, vừa rồi phu xe của các ngươi nói các ngươi đến Hương Ba Quốc để du ngoạn. Ninh Khiết thản nhiên đáp đúng, làm sao? Chẳng lẽ Hương Ba Quốc không chào đón du khách? Cũng không phải, đội trưởng dâu cá chê nhếch môi cười lạnh, khoảng thời gian này cũng không phải thời điểm hoa cỏ nở rộ trong nước, đấu hội dân hương cũng còn rất sớm, hai vị đến du ngoạn chẳng phải chẳng có gì để chơi sao? Vị Hồ đội trưởng này, người có vẻ quản quá rộng nhỉ? Ninh Khiết có chút không nhanh không chậm nói, chúng ta thích thời tiết thanh lãnh nên mới ra ngoài du ngoạn, chẳng lẽ điều này cũng phạm vào kiêng kỵ? Đội trưởng dâu cá chê nói, ta thấy các ngươi cho dù không phải loạn tặc thì cũng là gian tế. Các ngươi phải đi với ta một chuyến. Hồ đội trưởng, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Sa Phu Cơ thập nhất cau mày. Hắn ta đã nhìn ra được vị hồ đội trưởng này đang cố ý nhắm vào bọn họ. Vậy ngươi cứ coi như ta đang nói đùa. Đội trưởng dâu cá chê khinh thường nói, tay cầm trường kích chỉ vào Sa Phu Cơ thập nhất, ngươi đi hay không đi? Ninh Khiết không hiểu hỏi, vị hồ đội trưởng này, chúng ta không có ác ý, cũng không che giấu cái gọi là loạn tặc, người đối xử với chúng ta như thế, người không sợ gây nên tranh chấp giữa hai nước sao? Ta khuyên các người tốt nhất nên ngoan ngoãn phối hợp, nếu không, các người sẽ tự gánh lấy hậu quả. Gã đội trưởng dâu cá chê nghĩa chính ngôn từ quát lớn, cho dù các người từ Lam Kinh đến, vậy thì thế nào? Nơi này là Hương Ba Quốc. Tính cách của Tôn Hình Hình vẫn rất tốt nhưng lúc này cũng nhìn không được, Hồ đội trưởng, người có vẻ không thèm nói đạo lý cho lắm. Ta đang nói lý đấy. Đội trưởng dâu cá chê bất mãn quát, ta nói lại lần cuối, người hãy ngoan ngoãn đi cùng chúng ta một chuyến. Nếu không, ta giết chết người ngay tại chỗ. Ninh Khiết cảm thấy sự việc không ổn. Gã đội trưởng dâu cá chê này đúng là không biết nói lý. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải lâm thời gọi các nàng dừng lại. Mà giống như đã chờ các nàng ngay từ đầu. Tiểu Khiết, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Hình Hình hỏi Ninh Khiết. Ninh Khiết suy nghĩ một chút, bỗng mỉm cười nói, được, chúng ta đi cùng hắn ta một chuyến, xem hắn ta muốn chơi như thế nào. Có nguy hiểm hay không? Khi Tôn Hình Hình còn ở trái đất, nàng đã gặp phải không ít âm mưu quỷ kế. Cho dù thiên tính nàng thiện lương, nhưng cũng bồi dưỡng được tâm phòng bị. Ninh Khiết mỉm cười nói, Hình tỷ, người yên tâm đi. Đừng quên chúng ta đều là tu tiên giả, cho dù hắn ta có ý nghĩa xấu với chúng ta, hắn ta cũng không làm gì được chúng ta. Cũng đúng, Tôn Hình Hình nhẹ gật đầu. Sa Phu Cơ thập nhất vẫn do dự, lập tức nhắc nhở, dù sao nơi này cũng không phải lãnh địa hoàng triều, hơn nữa, Hương Ba Quốc có không ít kỳ hoa dị thảo. Nếu chẳng may bọn họ có mai phục, chỉ sợ. Thập nhất. Ngươi không cần khẩn trương, Ninh Khiết thuận miệng trấn an cơ thập nhất, đến lúc đó, chúng ta sẽ hành động theo hoàn cảnh. Nếu chúng ta muốn thoát thân, không có mấy ai có thể ngăn được ta. Các ngươi nói xong chưa? Đội trưởng dâu cá chê có chút không kiên nhẫn, đừng lãng phí thời gian nữa. Có đi hay không, nói một câu. Ninh Khiết đáp, chúng ta đi theo ngươi. Các ngươi nên sớm làm như vậy. Gã đội trưởng dâu cá chê cười lạnh. Không khỏi lộ vẻ đắc ý, ở địa giới Hương Ba Quốc, làm trái kim cúc vệ chúng ta, đó mới là muốn chết. Ninh Khiết lười quanh co, trực tiếp nói thẳng ý định của mình, muốn chết hay không thì chưa cần nhắc đến. Ta muốn nhìn xem người sau lưng ngươi muốn chơi như thế nào. Người sau lưng ta tất nhiên muốn, phì, sau lưng ta nào có người gì chứ. Đội trưởng dâu cá chê muốn nói cái gì đó, nhưng trong nháy mắt đã bừng tỉnh lại, hung hăng trừng Ninh Khiết, ta là kim cúc vệ. Đằng sau chính là Vương Tốc Hương Ba Quốc. Ta phụng vương mệnh trấn thủ ở đây, hành tung các ngươi khả nghi, ta tất nhiên phải mang các ngươi quay về tiếp nhận điều tra. Nghe xong, Ninh Khiết chỉ đáp lại hai chữ, ha ha.
Mặc dù gã đội trưởng dâu cá chê không hiểu ha ha là gì, nhưng cũng cảm nhận được sự khinh thường trong giọng nói của Ninh Khiết, tức giận quát lớn, các ngươi cho rằng các ngươi từ Lam Kinh đến thì có thể hơn người ta một bậc. Bớt âm dương quái khí ở đây đi. Đội kim cúc vệ lập tức áp giải Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết lên xe ngựa, chậm rãi hướng đến một dốc núi. Đỉnh ngọn núi đã bị san bằng, dựng tạm một hành cung màu vàng. Bên trong hành cung, Hương Ba Quốc Vương Quốc đang tiếp đãi một vị khách thần bí. Hương tiên tử, người xác định làm như vậy sẽ không bị phiếu miểu tiên môn trả thù. Một nam tử mặc áo bào tím đầu đội kim quan hơi lo lắng nói với khách nhân đối diện. Ngồi đối diện là một nữ nhân mặc hồng sam váy trắng trẻ tuổi, tóc màu đỏ, nở nụ cười nhưng không giống cười, trêu chọc thế nào, người sợ à? Sợ, làm sao mà không sợ chứ? Nam tử áo bào tím chậm rãi duỗi hai ngón tay, bôi một chút hương phấn trong hộp gấm lên mũi, đây chính là đệ nhất tông môn Tiên Vân Đại Lục. Cho dù Vấn Thiên Quân đã chết, nhưng đệ tử của ông ta Nguyệt Thanh Nhã lại càng lợi hại hơn. Ta giúp ngươi phải gánh chịu phong hiểm rất lớn. Hồng Sam nữ tử cười nói, phong hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng lợi ích của ngươi cũng rất khả quan. Khả quan cái gì, còn thiếu rất nhiều, nam tử áo bào tím ngáp một cái, không được vui. Sau khi chuyện thành công, phối phương hương phấn người phải đưa cho ta, còn có 7 quận lân cận phiêu phương tập cũng phải thuộc về ta. Ngươi quá tham lam rồi. Hồng Sam nữ nhân lắc đầu, biểu hiện khó khăn, nhưng không phải là không thể thương lượng. Dù sao, đây cũng là hoàng triều cơ thị, chia cho ai cũng không liên quan gì đến ta. Nam tử áo bào tím còn đang định nói điều gì đó, lúc này, một vệ binh tiến lên bẩm báo, bệ hạ. Hồ đội trưởng áp giải một chiếc xe ngựa đến trước hành cung. Đến rồi, nụ cười trên mặt nữ nhân Hồng Sam càng lúc càng sâu, bây giờ phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Nhớ kỹ, hai nữ nhân kia chính là thẻ bài đối kháng phiếu miểu tiên môn. Bổn vương còn cần ngươi nhắc nhở sao? Ngươi lo chuyện phía sau đi, đừng ngại chuyện của bổn vương. Nam tử áo bào tím khoát tay, vẫy lùi nữ nhân Hồng Sam, sau đó nói với vệ binh, gọi bọn họ vào đây. Tu tiên giả, ngoại trừ phải tiêu hao rất nhiều linh đan diệu dược, còn phải tốn rất nhiều thời gian để bế quan, phá giải nan đề trên con đường tu hành. Lý do vì sao bế quan lại tốn thời gian và sức lực, bởi vì con người là một loài động vật khó mà yên tĩnh. Cho dù tu tiên giả cũng khó mà khống chế đầu óc của mình, chỉ có thể sử dụng các loại phương pháp ép buộc đầu óc của mình yên tĩnh lại. Phàm có một khắc phân thân, bế quan sẽ thất bại ngay. Cho nên, làm thế nào để đại não yên tĩnh lại là một vấn đề quan trọng cần tu tiên giả phải giải quyết. Đây cũng là nguyên nhân đa số công pháp tu tiên đều giảng giải tĩnh tọa nhập định. Thụy não hương là hương liệu tuyệt phẩm mà một số luyện đan sư chuẩn bị cho những tình huống đó. Tác dụng của nó chính là giúp đại não con người nhanh chóng yên tĩnh lại, từ đó tiến vào nhập định, tu luyện làm ít công to. Tuy nhiên, sau khi loại hương liệu này được truyền bá đến Hương Ba Quốc, nó đã phát sinh thay đổi cực kỳ quỷ dị. Tu tiên giả nước Hương Ba không nhiều, nhưng trên dưới cả nước đều là người si mê hương liệu, nhất là những điều hương sư. Bọn họ phát hiện, sau khi con người hít thụy não hương xong, sẽ có một cảm giác bay bổng như tiên một khoảng thời gian. Người được cơ hội buôn bán, bọn họ đã tiến hành cải tiến thụy não hương, chế tạo ra thụy não tiêu hồn hương. Ở Hương Ba Quốc, từ vương tộc đến bá tính bình dân gần như đều sử dụng cái gọi là thụy não tiêu hồn hương. Nhưng, loại hương liệu này mang tính gây nghiện rất lớn, tổn thương đối với đại não gần như không thể tránh khỏi, cho nên, các nước khác mới gọi nó là thụy não tiêu lô hương. Người sử dụng một thời gian dài, trong não sẽ sinh ra một số côn trùng cực nhỏ. Bọn chúng dùng não làm thức ăn, bài tiết phân và nước tiểu có mùi hương càng đậm, khiến cho người sử dụng lại càng thêm bay bổng. Cuối cùng não không còn, trở thành một cái xác không hồn. Trước khi đến, Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết đã xem qua tư liệu về Hương Ba Quốc, cho nên cũng có kiến thức đại khái về loại hương liệu này. Nói trắng ra, nó cũng chẳng khác gì một số sản phẩm gây nghiện trên trái đất. Hinh tỷ, người xác định không có người sai chứ? Ninh Khiết vẫn còn một chút hoài nghi. Dù sao nam nhân trước mặt là Hương Ba Quốc vương, cũng không đến mức trở thành con nghiện. Cho dù ông ta không thể kiểm soát được, chẳng lẽ đám vương công đại thần cũng bỏ mặc không quan tâm sao? Tôn Hinh Hinh vô cùng tự tin về mùi hương này. Nàng gật đầu khẳng định, mặc dù ta chưa gặp qua tiêu lô hương, nhưng mùi hương này giống như đúc với miêu tả.
hai người các ngươi đang xì xào cái gì thế? Hương Ba quốc vương không vui, bổn vương đã đưa ra điều kiện, các ngươi chỉ cần truyền tin tức về Lam Kinh, để bọn họ phái người đàm phán đến. Trước khi bọn họ còn chưa cho bổn vương một đáp án hài lòng, hai người các ngươi phải ở lại Hương Ba quốc làm con tin, hơn nữa còn. Không cần, Ninh Khiết cắt ngang lời nói của Hương Ba quốc vương. Hương Ba quốc vương sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ta nói không cần, Ninh Khiết thản nhiên nói, những điều kiện mà ngươi đưa ra, bây giờ ta có thể trả lời chắc chắn với ngươi. Ngươi có quyền sao? Hương Ba quốc vương khinh thường nói, hay là đệ tử Phiếu Miểu Tiên môn đều thích nói mạnh miệng. Ninh Khiết trả lời, ngươi yên tâm đi, lời nói của chúng ta vẫn có chút phân lượng ở Phiếu Miểu Tiên môn. Vậy cũng được, Hương Ba quốc vương mỉm cười, có chút hài lòng, bổn vương đã sớm chuẩn bị khế ước, chỉ cần các ngươi ký nó, lúc nào cũng có thể mang Dư Nghiệt Vạn Hỏa giáo quay về giao nộp. Ninh Khiết cười nhạt, hình như ngươi đã hiểu lầm cái gì đó rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Hương Ba quốc vương cau mày, có vẻ không vui. Ta cũng không nói ta đồng ý điều kiện của ngươi. Ánh mắt đẹp của Ninh Khiết tràn ngập khinh bỉ, đống điều kiện đó của ngươi, chúng ta một cái cũng không đồng ý. Hương Ba quốc vương giận dữ, đứng bật dậy, vén rèm trâu lên quát mắng, thật to gan. Các ngươi cũng dám trêu đùa bổn vương, các ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Chúng ta đương nhiên biết chữ chết viết như thế nào, sợ là sợ ngươi quên đấy. Ninh Khiết không chút khách sáo mắng lại, ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách gì bàn điều kiện với Phiếu Miểu Tiên môn, còn có Hoàng Triều Cơ Thị. Tiểu quốc của ngươi không nghe nói, búng tay một cái cũng có thể tiêu diệt. Tốt tốt tốt, Hương Ba quốc vương giận quá hóa cười, chỉ vào Ninh Khiết và Tôn Hinh Hinh, nếu các ngươi đã không biết sống chết, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách sáo. Người đâu? Một tiếng quát nhẹ, 12 người từ trong đại điện hai bên tràn vào, bao vây Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết. Nhưng những người này không phải vệ đội mà là một đám cung nữ tay nâng lư hương. Các ngươi muốn làm gì? Ninh Khiết nghi ngờ hỏi, các ngươi định thắp hương hun chết chúng ta sao? Tôn Hinh Hinh nhỏ giọng nhắc nhở, trên người bọn họ đều có hương liệu khác biệt, bên trong khả năng có mờ ám. Đương nhiên là có mờ ám rồi. Ở đây có 12 lư hương, mỗi một lư hương đều dùng huyền hải kỳ thiết để chế tạo, có tác dụng rất tốt trong việc đốt hương. Hương Ba quốc vương chậm rãi bước ra từ phía sau rèm tre, mặc một đạo bào màu xanh lam, đầu đội tử kim quan, thái độ ung dung, 12 cung nữ, trên người mỗi người đều mang theo 12 loại hương liệu khác biệt. Do điều hương sư cung đình đặc biệt điều chế ra, vô cùng chân quý. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ninh Khiết lạnh nhạt hỏi. Hương Ba quốc vương cười ha hả, ta biết các ngươi đều là tu tiên giả, cảnh giới còn không thấp, nhưng như vậy thì như thế nào? Giọng nói của ông ta lạnh lại, trước mặt thần hương Hương Ba quốc, các ngươi cũng vẫn không chịu nổi một kích. Năm đó, cha của cơ nha đầu 3 lần 4 lượt muốn diệt Hương Ba quốc ta. Đáng tiếc. Lần nào cũng thất bại mà trở về, cũng bởi vì ông ta không chống nổi thần hương. Thần hương, cái này chỉ gặp qua trong tư liệu mà thôi. Tôn Hinh Hinh kinh ngạc nói, thật sự có vật như vậy sao? Ta sẽ để cho hai vị tiên tử Phiếu Miểu Tiên môn mở mắt một chút. Hương Ba quốc vương khoát tay, nói với 12 cung nữ, các ngươi hãy mau điều chế một lò thần hương, đừng làm mất mặt Hương Ba quốc. Ninh Khiết có chút không thể nói nổi, chúng ta cũng không phải đến tham quan người điều chế hương liệu. Ta nói một lần nữa, người tốt nhất nên giao Dư Nghiệt Vạn Hỏa giáo ra, nếu không, Hương Ba quốc sẽ xảy ra sinh linh đổ thán. Được thôi, người muốn gặp Dư Nghiệt Vạn Hỏa giáo cũng được. Hương Ba quốc vương cười khẽ, bỗng vỗ tay một cái, Hương tiên tử, người bước ra đi, người của Phiếu Miểu Tiên môn muốn gặp người đấy. Lúc này, một nữ nhân mặc hồng sam bị nữ tướng bạch bào ép giải đến. Tình huống này hoàn toàn không giống như đã nói trước đó. Nữ nhân hồng sam giận dữ nhìn Hương Ba quốc vương, nếu ngươi dám bội ước, đừng trách thánh giáo ta tiêu diệt cái nước sách này của ngươi. Được rồi, bổn vương cũng chẳng muốn phí tâm lực. Hương Ba quốc vương bước về chỗ ngồi, chậm rãi nói, điều chế thần hương cần nửa khắc. Lúc này, các ngươi nên nói chuyện với nhau, ai đưa ra điều kiện tốt hơn. Bổn vương sẽ hợp tác với người đó. Bên còn lại sẽ trở thành quỷ dưới thần hương. Ngươi đúng là quỷ tài đàm phán. Ninh Khiết cảm thấy buồn cười, giễu cợt nói, nhưng, tại sao chúng ta lại phải nghe theo ngươi? Dư Nghiệt Vạn Hỏa giáo đã hiện thân,
chúng ta cứ mang người về Lam Kinh là được. Hương Ba Quốc Vương cười nhạo, khinh thường nói, ngươi có thể thử. Trong ngoài hành cung cơ quan trùng điệp, bên ngoài lại có 100 điều hương sư cực phẩm dàn sẵn trận địa đón quân địch. Không có bổn vương cho phép, người tự tiện xuất cung sẽ rơi vào trùng thiên vạn hương trận. Một lát sau sẽ thần hồn câu diệt, cho dù vị Nguyệt tiên tử kia đích thân xuất mã cũng không cách nào cứu được các ngươi. Lúc này, hai bên thành cung đột nhiên sụp đổ, lộ ra 100 điều hương sư, trước người bọn họ đều đặt một lư hương, hương khí lượn lờ, hiển nhiên bọn họ đã bắt đầu điều phối hương. Ngẫu nhiên có mấy con chim ngửi được mùi hương từ đằng xa bay đến, kết quả vừa bị hương khí chạm đến, da thịt tiêu mất, chỉ còn lại khung xương rơi xuống đất. Cho nên, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Hương Ba Quốc Vương không khỏi đắc ý, trùng thiên vạn hương trận đặc biệt thiết kế cho đám tu tiên các ngươi, có thể trực tiếp thấm vào cốt tủy, tiêu tan linh khí bên trong cơ thể, cho dù các ngươi nín thở cũng vô dụng. Ngươi thật hèn hạ, lúc này, nữ nhân mặc hồng sam mới bừng tỉnh, khó trách sau khi ta tiến vào hành cung, ta cảm thấy cơ thể mệt mỏi không chịu nổi. Ta tưởng rằng tất cả là do đi đường, không nghĩ đến là bị ngươi tính toán. Hương Ba Quốc Vương nhếch miệng cười, cái gì vạn hỏa giáo, cái gì phiếu miểu tiên môn, cái gì thiên hạ thương sinh, bổn vương đều chẳng có hứng thú. Tóm lại, ai cung cấp chỗ tốt cho bổn vương nhiều hơn, bổn vương sẽ đi với người đó, đơn giản vậy thôi. Nhưng thánh giáo đã đáp ứng toàn bộ điều kiện của ngươi mà. Nữ nhân mặc hồng sam hoàn toàn không hiểu, vì sao ngươi còn muốn lật lọng. Hương Ba Quốc Vương cười càng lợi hại hơn. Mười phần vô sỉ, điều kiện là trước đó, bây giờ không tính. Vạn hỏa giáo các ngươi muốn bổn vương hỗ trợ, tối thiểu cũng phải đưa ra gấp 10 lần điều kiện lúc trước. Nữ nhân mặc hồng sam tức đến sôi máu, mở miệng mắng to, người đúng là lòng tham không đáy, không sợ tham ăn quá bể bụng sao. Có bể bụng hay không, không nhọc các ngươi quan tâm. Hương Ba Quốc Vương nằm ngang trên ghế, hưởng thụ hai cung nữ xoa bóp, thời gian của các ngươi không còn nhiều. Các ngươi nên tranh thủ thời gian nói chuyện đi. Ta bàn cái đầu ngươi đấy. Nữ nhân mặc hồng sam giận tái mặt, lướt gấp, trong nháy mắt đã vọt đến trước người Hương Ba Quốc Vương, đưa tay chộp vào cổ họng của ông ta. Hương Ba Quốc Vương hơi nheo mắt lại, cũng không hoảng hốt, ngược lại khóe miệng còn nở nụ cười mỉa mai. Vèo. Một tiếng gào thét từ đằng xa đến gần, mang theo sát khí lẫm liệt chém về phía nữ nhân mặc hồng sam. Nữ nhân mặc hồng sam không thể không lùi bước, tránh đi một kích lôi đình. Ngươi tránh xa bệ hạ một chút, nếu không, đừng trách kiếm ta không lưu tình. Nữ tướng bạch bào chậm rãi thu hồi trường kiếm, lạnh lùng cảnh cáo. Kiếm pháp này của ngươi, nữ nhân mặc hồng sam ngẩn người, kinh ngạc nói, đây rõ ràng là Trảm Nguyệt kiếm pháp Nhật Nguyệt tiên môn chưa từng truyền ra ngoài. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở Hương Ba Quốc? Nhắc đến Nhật Nguyệt tiên môn, Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết không khỏi liếc nhìn nhau, cảm thấy ngoài ý muốn. Một là các nàng không nghĩ đến kiếm pháp của nữ nhân này lại cao siêu đến như vậy, hai là bởi vì các nàng không lạ lẫm gì đối với Nhật Nguyệt tiên môn. Dạ Ngọc Mị chính là người của Nhật Nguyệt tiên môn. Sau khi các nàng từ trái đất đến Tiên Vân Đại Lục, ngoại trừ dọn dẹp lại phiếu miểu tiên môn, chính là chỉnh đốn Nhật Nguyệt tiên môn. Trưởng môn hiện tại chính là Dạ Ngọc Mị. Sau khi Dạ Ngọc Mị đến trái đất, Tống Ngọc Mị đã trở thành trưởng môn đại diện. Nếu nữ nhân trước mắt là người của Nhật Nguyệt Tiên Môn, Tống Ngọc Mị không có lý gì mà không thông báo cho bọn họ biết. Trừ phi nữ nhân này đã rời khỏi Nhật Nguyệt Tiên Môn từ trước, như vậy, hai người cũng không thể phỏng đoán nàng ta rốt cuộc là địch hay bạn. Sau một kiếm đánh lui nữ nhân mặc hồng sam, nữ tướng bạch bào thu kiếm vào vỏ, tiếp tục im lặng đứng một bên đại điện giống như chưa từng ra tay lần nào. Hương Ba Quốc Vương cực kỳ đắc ý, không khỏi cười nói với nữ nhân mặc hồng sam, Hương tiên tử, bây giờ ngươi đã suy nghĩ thật kỹ đề nghị của bổn vương chưa? Nghĩ không ra, một Hương Ba Quốc nho nhỏ lại có ngọa hổ tàng long. Nữ nhân mặc hồng sam hừ lạnh một tiếng nhìn Hương Ba Quốc Vương, nhưng ngươi quá ngây thơ rồi, cho dù ngươi có thể bắt ta, thánh giáo cũng sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào với ngươi nữa. Ngươi chết ý niệm đó đi. Không thể nào. Nói thế nào ngươi cũng là hương hỏa sứ của vạn hỏa giáo, phân lượng khẳng định không nhẹ, đúng không? Hương Ba Quốc Vương cười khẽ, ý vị thâm trường, còn nữa, các ngươi lựa chọn Hương Ba Quốc làm nơi cháy lên ngọn lửa, không phải muốn trộm phối phương thần hương của bổn vương sao?
không có thần hương, kế hoạch phục giáo của vạn hỏa giáo các ngươi chỉ sợ sẽ bị giảm xác suất thành công một cách đáng kể. Ngươi, nữ nhân mặc hồng sam biết mình đích thật thất sách, biểu hiện trước đó của nàng ta quá cấp bách, kết quả từng bước một rơi vào tính toán của người này, bây giờ nàng ta thật sự không thể thoát thân. Vì thế, ngươi đừng nên lãng phí thời gian nữa. Hương ba quốc vương không kiên nhẫn nói, ba người các ngươi hãy bàn bạc với nhau đi, ai ra giá cao hơn, bổn vương sẽ giúp người đó. Còn cứ kéo dài thêm, lò hương thứ nhất đốt xong, đến lúc đó, các ngươi có muốn nói cũng không có cơ hội. Lúc này, nữ nhân hồng sam mới chú ý 12 cung nữ đã bắt đầu đảo hương liệu bên trong lư hương trước mặt mình, ngọn lửa đốt lên, từng sợi hương khí mỏng nhạt bắt đầu bay lên trong đại điện. Dù sao, sớm muộn gì ta cũng phải tìm Phiếu Miểu Tiên môn báo thù, ta cũng không ngại bắt hai ngươi thử đao. Sau khi nữ nhân mặc hồng sam do dự, bên trong tay áo lộ ra hai thanh tiểu đao, lạnh lùng nhìn Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết. Ninh Khiết thở dài nói, ngươi biết rõ đây là mưu kế của ông ta, ngươi còn thuận theo, ngươi ngu cũng vừa thôi chứ. Bớt nói nhảm đi, da mặt nữ nhân mặc hồng sam ngược lại rất dày, cũng không vì Ninh Khiết nói mà tức giận, nếu các ngươi chỉ có công phu miệng, ngươi hãy ngoan ngoãn làm bàn đạp cho đại kế phục hưng của thánh giáo ta đi. Lúc này, Tôn Hinh Hinh không nhịn được liền nói, ngươi xác định sau khi ngươi giết chúng ta, quốc vương kia sẽ thực hiện ước định. Nếu ông ta đã có thể lật lọng một lần, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ông ta sẽ không đổi ý lần thứ hai? Nữ nhân mặc hồng sam nghe xong, không khỏi dao động, có chút hoài nghi nhìn hương ba quốc vương. Ngươi có tin hay không thì tùy ngươi. Hương ba quốc vương vẫn thái độ ung dung xem náo nhiệt, dù sao các ngươi cũng nằm trong khống chế của bổn vương, ta có nhiều thời gian mà các ngươi thì không có. Nói xong, ông ta chuyển sang chuyện khác, còn nữa, vạn hỏa giáo các ngươi không có bất kỳ thù hận nào với bổn vương, nhưng lại có thù không đội trời chung với Phiếu Miểu Tiên môn, giết sớm giết muộn thì cũng là giết. Ngay cả điều này ngươi cũng không nghĩ ra sao. Nữ nhân mặc hồng sam cũng không phải là người có tính cách kiên định, lúc này nàng ta lại do dự, sau đó đưa ra quyết định, siết chặt song đao trong tay vọt đến Tôn Hinh Hinh và Ninh Khiết. Ninh Khiết lắc đầu nói với Tôn Hinh Hinh, Hinh tỷ, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi không đủ, ngươi lui ra sau một bước đi, để ta đối phó nàng ta cho. Tôn Hinh Hinh biết rõ mình không phải tài năng trong chiến đấu, thiên phú về phương diện đó không cao. Thay vì gia tăng thêm phiền phức cho đồng đội, chỉ bằng dứt khoát thối lui về phía sau, ít nhất cũng không cản trở người khác. Ninh Khiết cũng không cầm binh khí, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu đao nữ nhân mặc hồng sam. Sau khi tránh được một đao, nàng xoay người dậm chân, cổ tay chặt xuống, chính xác chém vào phần gáy của đối phương. Nữ nhân mặc hồng sam kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lảo đảo mấy bước, sầm mặt lại, vặn người chém liên tục xuống người Ninh Khiết, lưỡi đao dày đặc như mưa. Ninh Khiết không chiến đấu với nàng ta, chỉ không ngừng né tránh, nắm bắt chiến cơ thích hợp. Chẳng lẽ Phiếu Miểu Tiên môn đã dạy cho ngươi phiêu miễu bộ? Nữ nhân mặc hồng sam càng chiến càng giận, nhịn không được quát to, hay ngươi không có can đảm giao chiến với ta, chỉ biết né tránh. Ninh Khiết cũng không bị mắc lừa, thản nhiên nói, phép khích tướng này vô dụng với ta. Ngươi không biết khi nào né tránh, khi nào phản kích hay sao? Một người chỉ biết cứng nhắc một cách mù quáng thì chẳng khác nào mãng phu. Miệng lưỡi của ngươi ngược lại rất lợi hại, cũng không biết thân pháp của ngươi có lợi hại như vậy hay không. Nữ nhân mặc hồng sam ném hai thanh tiểu đao văng ra ngoài, mang theo tiếng rít sắc nhọn lướt về phía mặt Ninh Khiết. Mặc dù Ninh Khiết giật mình nhưng cũng không bị hù ngã, mũi chân điểm nhẹ, thân pháp một lần nữa tăng lên một cấp bậc, nhẹ nhàng tránh đi. Để ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Nữ nhân mặc hồng sam biến hai thanh tiểu đao thành phi đao, bấm niệm pháp quyết khống chế bọn chúng bao vây Ninh Khiết, tốc độ cực nhanh, xoay chuyển cấp tốc như điện. Một lát sau, hai thanh phi đao biến thành bốn thanh lại biến thành tám thanh. Bên trong đại điện ngoại trừ hương khí lượn lờ chỉ còn lại mấy chục thanh phi đao phá không mà đi. Xem ra, cực hạn của ngươi chỉ là 32 thanh phi đao. Thân ảnh Ninh Khiết nhanh đến mức gần như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng giọng nói vẫn bình ổn, nhàn nhã như đi bộ. Trán nữ nhân mặc hồng sam dần dần rịn mồ hôi, có vẻ như đang rất vất vả, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, phi đao của ta đếm mãi không hết, 32 thanh cũng đủ băm ngươi thành thịt nát. Lúc trước, Ninh Khiết gặp phải chuyện không vui,
từ đó dưỡng thành tính tình nội liếm, nhẫn nhịn, xưa nay sẽ không hành động theo cảm tính. Năm đó, cũng chỉ khi cứu Hạ Thiên, nàng mới kích động qua một lần. Trải qua Dạ Ngọc Mị huấn luyện, nàng trở nên âm tàn và bình tĩnh hơn mấy phần. Khi đối chiến, nàng thích tính trước làm sau, sau đó một kích giết địch. Ví dụ như bây giờ, sở dĩ Ninh Khiết chỉ né tránh mà không phản kích, nàng muốn thăm dò giới hạn thấp nhất của nữ nhân mặc hồng sam, xác định nàng ta không che giấu hậu thủ mới quyết định phản kích. Hết cách rồi sao, bây giờ đến phiên ta. Ninh Khiết cười nhạt, lòng bàn tay vận một luồng hơi lạnh, ngón tay khẽ đảo trên dưới đã băng trụ 30 thanh phi đao, sau đó bóp nát thành vụn băng. Nữ nhân hồng sam kinh ngạc không thôi, còn chưa lấy lại tinh thần, cổ đã bị Ninh Khiết nắm chặt. Thả ta ra. Nữ nhân mặc hồng sam giãy giụa, ngươi mau thả ta ra. Ninh Khiết lạnh giọng nói, tài nghệ không bằng ngươi, ngươi nên có chơi có chịu chứ. Ánh mắt nữ nhân mặc hồng sam lóe lên sự hoảng sợ, cuống quýt cầu xin tha thứ, đừng giết ta nhận thua. Như vậy mới đúng, Ninh Khiết thả lỏng tay, ném nữ nhân mặc hồng sam xuống đất, nhìn cũng chẳng muốn nhìn, chỉ quay người nhìn về phía Hương Ba Quốc Vương, ngươi xem kịch đủ chưa? Bây giờ là chúng ta tính toán món nợ với nhau. Hương Ba Quốc Vương tươi cười phủi tay, đặc sắc, thật đặc sắc, không hổ danh là phiếu miểu tiên môn. Đáng tiếc. Ngươi xác định ngươi thắng sao? Ninh Khiết còn chưa kịp hiểu ra lời này của ông ta có ý gì, bỗng nhiên một luồng gió thổi tới sau lưng, nữ nhân hồng sam xuất hiện đằng sau nàng, một thanh tiểu đao thuận thế đâm vào hậu tâm của nàng. Hừ, tiện nhân, dám để chống phía sau lưng cho kẻ địch của mình. Ngươi chính là đang tìm chết mà. Nữ nhân mặc hồng sam một kích thành công, không khỏi cười gằn, người của phiếu miểu tiên môn quả nhiên ngu như lợn. Thánh giáo ta và tông môn các ngươi là đại địch sinh tử, ngươi buông tha ta, nhưng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu. Ha ha ha! Đang cười, nữ nhân mặc hồng sam dường như ý thức được điều gì, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cười xong chưa, cười đủ chưa? Ninh Khiết nheo mắt, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Ngươi, tại sao ngươi lại không có việc gì? Lúc này, nữ nhân mặc hồng sam mới phát hiện không ổn, cúi đầu nhìn lại. Đột nhiên phát hiện thanh tiểu đao nàng ta đâm vào hậu tâm Ninh Khiết chỉ còn lại chuôi đao. Ninh Khiết thở dài, vốn ta muốn lưu ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi lại không trân quý, ngươi cũng đừng nên trách ta. Khoan đã, đây chỉ là hiểu lầm, nàng ta còn chưa nói hết, Ninh Khiết đã đánh một chưởng vào tim nữ nhân mặc hồng sam, đánh cả người nàng ta bay ra ngoài. Nữ nhân mặc hồng sam hoảng sợ, khi nàng ta cho rằng mình chết chắc, nàng ta đưa tay lên sờ. Phát hiện lông tóc không thương, không khỏi cười to, ha ha ha, trưởng pháp của ngươi không có lực, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Ninh Khiết mặt không thay đổi nhìn nữ nhân mặc hồng sam, không hề lên tiếng. Hừ, làm bộ cái gì, ta sẽ giết đồng bạn của ngươi, để ngươi hối hận suốt đời. Nữ nhân mặc hồng sam vừa đưa mắt, đột nhiên phát hiện nàng ta bị ném đến bên cạnh Tôn Hinh Hinh, không khỏi nhe răng cười. Một thanh trường kiếm bay ra khỏi tay áo. Sau khi rơi vào trong tay thì bổ nhào về phía Tôn Hinh Hinh không chút phòng bị. Tôn Hinh Hinh giật mình, vô thức đưa tay chống đỡ. Ngươi dám dùng tay chặn kiếm, đúng là ngu xuẩn hết mức. Nữ nhân mặc hồng sam trào phúng. Bành! Trường kiếm nữ nhân mặc hồng sam đích thật chém trúng hai tay Tôn Hinh Hinh nhưng nàng ta không đạt được kết quả như mình mong muốn. Hai tay Tôn Hinh Hinh khoanh lại, dùng linh khí tạo thành một bức tường vô hình chống đỡ trường kiếm. Không thể nào, nữ nhân mặc hồng sam thật sự không cách nào tiếp thu được. Nếu nói nàng ta bị Ninh Khiết đánh bại, nàng ta còn có thể thuyết phục mình một hai. Bây giờ ngay cả Tôn Hinh Hinh yếu đuối cũng chặt không trúng, lòng tự tin của nàng ta lập tức không còn. Ngu đến mức không có thuốc chữa chỉ có ngươi. Ninh Khiết cười lạnh, nhưng đây cũng là lần ngu xuẩn cuối cùng của ngươi. Nữ nhân mặc hồng sam còn chưa hiểu ra, nàng ta bỗng dưng cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt hiện lên sự kinh hãi, đang định mở miệng lên tiếng, một luồng hơi lạnh từ đan điền nàng tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, chưa đầy nửa giây ngắn ngủi, cả người đã bị đông cứng thành băng điêu, ầm ầm sụp đổ, biến mất vô ảnh vô tung. Đây là nàng ta tự tìm, Hinh tỷ, ngươi không cần phải đau lòng. Ninh Khiết thấy cảm xúc Tôn Hinh Hinh có chút xa xút, không khỏi an ủi. Tôn Hinh Hinh mỉm cười, ta không yếu đuối như vậy đâu. Có một số người gieo gió gặt bão, hoàn toàn không đáng đồng tình.
Từ lúc ta gặp Hạ Thiên, ta đã hiểu được điều này. Vậy là tốt rồi, Ninh Khiết biết tâm địa tôn Hình Hình thiện lương, sợ nàng đau lòng, cũng may nàng đã quá lo xa. Tốt, rất tốt, rất rất tốt. Hương ba quốc vương ngồi xem kịch vui, cả người kích động, đưa tay chỉ Ninh Khiết và tôn Hình Hình, chúc mừng các ngươi đã thắng được cơ hội đàm phán với bổn vương. Đầu óc của ngươi quả nhiên có vấn đề. Ninh Khiết khinh thường lườm ông ta một chút, người của Vạn Hỏa giáo chết rồi, ngươi cho rằng ngươi còn giá trị gì mà nói với chúng ta. Hương ba quốc vương nghe xong, sắc mặt thay đổi, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Ngươi không nghĩ ngươi giết một sứ giả Vạn Hỏa giáo thì cho rằng ngươi có tư cách so tài với bổn vương. Hương ba quốc vương ngồi ngay ngắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Khiết, gương mặt chỉ toàn là sự khinh thường, nơi này là địa bàn của bổn vương. Các ngươi sẽ không nghĩ rằng phiếu miểu tiên môn sẽ cứu được các ngươi chứ? Cho nên ta mới nói đầu óc của ngươi có vấn đề. Ninh Khiết cười nhạt, chúng ta cậy vào không phải phiếu miểu tiên môn, ngược lại phiếu miểu tiên môn cậy vào chúng ta. Ha ha, cuồng nhỉ. Hương ba quốc vương bật cười, nhưng không sao, bổn vương chỉ để ý đến một việc, các ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của bổn vương hay không? Ninh Khiết cảm thấy tinh thần của Hương ba quốc vương đã bị rối loạn. Một lần nữa nhấn mạnh, những điều kiện của ngươi, chúng ta một cái cũng không đồng ý, chúng ta sẽ còn truy cứu tội ngươi chứa chấp dư nghiệt tà giáo. Là bổn vương nghe lầm hay là ngươi nói sai? Sắc mặt Hương ba quốc vương một lần nữa thay đổi, ta cho các ngươi một cơ hội, tốt nhất các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi nói. Bằng không, hai người các ngươi sẽ phải chết. Ninh Khiết không chút do dự đáp ngay, không cần cân nhắc, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đừng có nằm mơ. Chỉ dựa vào ngươi còn chưa có tư cách bàn điều kiện với chúng ta. Hương ba quốc vương im lặng 2-3 giây, sau đó phủi tay, rất tốt, nếu các ngươi đã đồng ý, lập tức gửi tin cho phiếu miểu tiên môn. Hình tỷ, có phải lỗ tai của ông ta cũng có vấn đề luôn không? Ninh Khiết nhỏ giọng nói với Tôn Hình Hình. Tôn Hình Hình suy nghĩ, có chút không xác định, ta cũng không biết rõ lắm, nhưng ảnh hưởng của thủy não tiêu lô hương đối với ông ta nhất định càng lúc càng lợi hại. Bệ hạ, bọn họ không phối hợp, nữ tướng bạch bào nhẹ giọng nói với Hương ba quốc vương. Cái gì? Hương ba quốc vương biến sắc, chỉ vào Ninh Khiết và Tôn Hình Hình, các ngươi dám trêu đùa bổn vương, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách sáo với các ngươi. Tế hương dẫn, bổn vương muốn bắt các nàng tế luyện thần hương. 12 cung nữ lập tức lấy ra từng giải gấm đỏ, cột chặt 12 lư hương cùng với nhau, bao vây Tôn Hình Hình và Ninh Khiết bên trong. Đồng thời, lư hương bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đỏ, từng sợi hương khí đan xen trên không đại điện, hình thành một luồng sương mù màu đỏ. Ninh Khiết nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tính toán làm thế nào để thoát thân, cũng không phải nàng sợ loại thần hương này, mà nàng chỉ muốn nhìn xem tên quốc vương kia rốt cuộc muốn dở trò gì. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, ngay từ ban đầu, ta không có ý định buông tha cho các ngươi. Hương ba quốc vương ngạo mạn. Cười lạnh, thần hương ngưng tụ thành, nhất định phải hiến tế một hai mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ có đốt xương cốt của bọn họ mới có thể thành tựu một lò hương. Hương ba quốc chúng ta xác thực không thiếu mỹ nữ, nhưng đẹp như tiên nữ, băng cơ ngọc cốt giống hai vị đúng là ít càng thêm ít, cho nên, ta tuyệt đối không thể lãng phí. Ngươi nói chuyện đủ buồn nôn thật, Ninh Khiết cau mày, lạnh lùng nói, xem ra, thần hương của ngươi cũng không phải vật gì tốt. Tại sao thần hương lại không phải đồ tốt? Đây chính là của trời. Hương ba quốc vương say mê nói, tuy nói bổn vương không tận mắt nhìn thấy, nhưng năm đó phụ vương ta đã từng dùng thần hương đánh lui mấy lần tấn công của hoàng triều cơ thị, còn dọa hậu nhân cơ gia từ đây không dám bước vào hương ba quốc ta nửa bước. Bổn vương muốn luyện một lò thần hương, dựa vào đó quét ngang thiên hạ, chinh phục tiên vân đại lục. Người bị bệnh đúng là không nhẹ. Ninh Khiết lười nói thêm câu nào, ta thấy nên bắt ngươi về Lam Kinh để Thanh Ảnh xử lý ngươi là được. Cơ Thanh Ảnh nha đầu tính là gì chứ? Hương ba quốc vương trong nháy mắt kích động hẳn lên, chờ ta luyện các ngươi thành thần hương xong, người đầu tiên bổn vương giết chính là tặc nha đầu đó, để nàng ta thay phụ thân cẩu tặc nàng ta chuộc tội với Hương ba quốc. Ninh Khiết cảm thấy không đúng, hương khí giữa không trung đang hấp thu sinh cơ trên người nàng và Tôn Hình Hình. Nàng không do dự nữa. Đưa tay bấm quyết, gọi đến từng trận cuồng phong, dự định thổi tan số hương khí đó. Vô dụng thôi, Hương ba quốc vương cười lạnh không thôi, ta đã sớm đề phòng một chiêu này từ trước,
bổn vương đã gia tăng định phong tề bên trong mỗi loại hương liệu, còn có phòng phong tán. Cho dù ngươi hô phong hoán vũ bên trong đại điện cũng không đảo loạn được tiến trình luyện chế thần hương, các ngươi nên ngoan ngoãn chờ chết đi. Đã như vậy, vậy thì cũng chỉ có thể chơi tới cùng thôi. Ninh Khiết nói mà không có biểu cảm gì. Tôn Hình Hình nhỏ giọng nói với Ninh Khiết, Tiểu Khiết, ngươi cần phải cẩn thận với nữ tướng quân đó, đám cung nữ này cứ giao cho ta ứng phó. Ta biết rồi, ngươi cũng nên cẩn thận. Thân hình Ninh Khiết biến thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vọt đến bên cạnh Hương Ba Quốc Vương Quốc. Nữ tướng Bạch Bào thấy vậy, quả nhiên ra tay, rút kiếm chém về phía Ninh Khiết, muốn ngăn cản nàng công kích Hương Ba Quốc Vương. Ta chờ chính là ngươi. Ninh Khiết cười một tiếng. Trong phút chốc biến ảo thân hình, đón mũi kiếm xuôi theo, lấn đến gần trước mặt nữ tướng Bạch Bào. Nữ tướng Bạch Bào giật mình, vội vàng thu kiếm, kiếm khí lưu chuyển đánh úp phía sau Ninh Khiết. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc ta biết công pháp Nhật Nguyệt Tiên Môn còn nhiều hơn cả ngươi. Ninh Khiết nhẹ cười một tiếng, sớm có sở liệu, sử dụng bộ pháp chỉ xích thiên nhai bộ tránh kiếm khí linh hoạt và lăng lệ của đối phương. Hai dây lụa màu đen từ trong tay áo bay ra. Cuốn lấy nữ tướng Bạch Bào. Đây là thất thải thần luyện trong Hắc Ngọc luyện. Nữ tướng Bạch Bào mở to mắt, kinh ngạc kêu lên, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi biết Dạ Ngọc Mị không? Ninh Khiết nhẹ giọng nói, thân pháp là nàng ấy dạy ta, luyện mang này cũng là nàng dạy ta. Nữ tướng Bạch Bào ngẩn ngươi, Dạ Ngọc Mị sư tỷ. Không phải tỷ ấy chết rồi sao? Ai nói ngươi nàng ấy chết? Ninh Khiết lấy làm lạ hỏi. Đương nhiên là, nữ tướng Bạch Bào muốn nói ra một cái tên, bỗng nhiên thay đổi, tóm lại ta đã sớm nghe đồn, Dạ sư tỷ bị Nguyệt Thanh Nhã giết chết. Ninh Khiết thản nhiên nói, mấy lời đồn không đáng tin cậy này mà ngươi cũng tin. Tin chứ, vì sao lại không tin? Nữ tướng Bạch Bào oán khí nói, bây giờ Nguyệt Thanh Nhã đã trở về phiếu Miểu Tiên Môn, còn quét sạch trên dưới Nhật Nguyệt Tiên Môn. Nếu Dạ sư tỷ không chết, vì sao lại không xuất hiện? Mặc cho họ Nguyệt kia làm sằng làm bậy ở Nhật Nguyệt Tiên Môn. Điều này không thể một sớm một chiều nói rõ được. Ninh Khiết lắc đầu, dù sao chuyện này còn cần nhắc đến từ 12 năm trước, nói ra ân oán giữa hai người ở trái đất cùng với chuyện gặp Hạ Thiên. Cố sự thật sự hơi dài, nàng đành phải nói, tóm lại, Dạ tỷ tỷ chưa chết, chỉnh đốn lại Nhật Nguyệt Tiên Môn cũng là nàng, nhưng bây giờ nàng ấy đang ở một chỗ, không thể lộ diện được. Nữ tướng Bạch Bào lạnh giọng nói, ngươi là người của phiếu Miểu Tiên Môn, tại sao ta phải tin ngươi chứ? Tin hay không là tùy người. Ninh Khiết cũng lười giải thích, mấy chuyện này, ngươi hãy tự mình đi kiểm chứng chứ không phải tin vào những lời đồn đó. Dây lụa này là Dạ tỷ tỷ đích thân truyền thụ cho ta. Ngoại trừ nàng ấy, người Nhật Nguyệt Tiên Môn biết hẳn cũng không nhiều lắm. Nữ tướng Bạch Bào sửng sốt, không khỏi nửa tin nửa ngờ với lời nói của Ninh Khiết. Thất thải thần luyện là bí mật bất truyền của Nhật Nguyệt Tiên Môn, hơn nữa lại rất khó tu luyện. Ngàn năm qua, toàn bộ tông môn luyện thành không đến 3 người, trong đó có Dạ Ngọc Mị. Dạ sư tỷ thật sự không chết, nữ tướng Bạch Bào vẫn còn do dự, nhưng tại sao tỷ ấy lại lẫn cùng một chỗ với người phiếu Miểu Tiên Môn ngươi chứ? Ninh Khiết thu lại dây lụa màu đen, nói với nữ tướng Bạch Bào đã khôi phục tự do, ta không tiện nói nguyên nhân trong đó cho ngươi biết. Nhưng phiếu Miểu Tiên Môn và Nhật Nguyệt Tiên Môn đã hóa giải ân oán, trở thành đồng minh bền chắc không thể phá được. Bạch Ngọc Hương, người thất thần ra đó làm gì, mau bắt hai nữ nhân đó lại cho ta. Hương Ba Quốc Vương thấy nữ tướng Bạch Bào nói chuyện phiếm với Ninh Khiết, giận không kềm được, ngươi có muốn khôi phục tự do hay không? Mệnh hồn của ngươi đang ở trong tay ta. Chuyện gì xảy ra thế? Ninh Khiết không hiểu nhìn nữ tướng Bạch Bào. Nữ tướng Bạch Bào thở dài, chậm rãi nói, 12 năm trước, ta đến Hương Ba Quốc làm nhiệm vụ, kết quả bị ông ta lừa, bị ông ta dùng một loại kỳ hương câu dẫn mệnh hồn, khiến ta không thể không nghe lệnh của ông ta. Vậy thì dễ làm rồi, xử lý ông ta, lấy lại mệnh hồn. Mặc dù tính cách của Ninh Khiết không bá đạo, nhưng nói thế nào cũng là nữ nhân của Hạ Thiên, sử dụng cách của Hạ Thiên lúc này là thực dụng nhất. Nữ tướng Bạch Bào còn chưa nói cái gì. Ninh Khiết liền lách mình đến bên cạnh Hương Ba Quốc Vương, hai dây lụa màu đen như rắn trườn đến. Hừ, đến rất đúng lúc, Hương Ba Quốc Vương bỗng dưng vung tay, đánh ra một luồng hương phấn màu hồng, người hãy nếm thử đoạt hồn hương bổn vương đích thân điều chế đi. Ninh Khiết thấy thời cơ vẫn còn sớm,
lại nhìn thấy động tác của Hương Ba Quốc Vương, nàng vội sử dụng hai dây lụa màu đen cuốn lấy áo bào của ông ta, phản công số hương phấn đó vào mặt ông ta. Khụ khụ khụ, Hương Ba Quốc Vương bị hương phấn phả vào mặt, ho sặc sụa, vô thức lẩm bẩm, không ổn rồi, mau uống giải dược thôi. Giải dược, ngươi nói là cái này sao? Ninh Khiết chậm rãi thu hồi dây lụa màu đen, trong tay xuất hiện một cái bình thanh ngọc lớn chừng bàn tay. Sắc mặt Hương Ba Quốc Vương thay đổi, khẽ vươn tay với Ninh Khiết, mau đưa giải dược cho bổn vương có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Ninh Khiết nhẹ nhàng ném cái bình cho nữ tướng Bạch Bào, cái này cho ngươi. Nữ tướng Bạch Bào tiếp nhận cái bình, không hiểu nhìn Ninh Khiết, ngươi nhất định cho ta. Ngươi không sợ ta có giải dược vẫn không tin ngươi. Chuyện nào ra chuyện đó? Ninh Khiết thản nhiên nói, ngươi có tin ta hay không là một chuyện, mà ta thì ghét nhất là dùng thuốc để khống chế người khác. Hương Ba Quốc Vương trừng mắt với nữ tướng Bạch Bào, hung tợn quát, Bạch Ngọc Hương, mau đưa giải dược cho bổn vương, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội bổn vương? Ta chưa từng trung thành với ngươi, làm sao nói đến chuyện phản bội? Nữ tướng Bạch Bào mở nắp bình, uống một hơi cạn sạch giải dược trong bình, sau đó ném cái bình đi. Tốt, 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 các ngươi đều muốn đối phó bổn vương đúng không? Hương Ba Quốc Vương không khỏi giống to, thế thì mọi người cùng chết đi, tế hương hồn, luyện thần hương, luyện chết tươi các ngươi cho ta. Đừng giống nữa, vô dụng thôi. Tôn Hình Hình cười nhạt, nhẹ giọng nói, đám cung nữ kia không nghe lời ngươi nữa đâu. Hương Ba Quốc Vương giật mình, 12 cung nữ đã hôn mê nằm trên mặt đất. Hai vị chủ mẫu, các người không sao chứ? Lúc này, một người từ bên ngoài xông vào, là Sa Phu Cơ Thập Nhất, đám điều hương sư bên ngoài đã bị thuộc hạ chế phục toàn bộ. Hương Ba Quốc Vương đổ mồ hôi lạnh, cảm giác không ổn. Mặc dù người đã được giải quyết, nhưng hương khí đã được tạo ra không cách nào tiêu tán ngay lập tức. Tôn Hình Hình nhìn từng sợi hương khí giữa không trung, gương mặt tràn ngập sự lo lắng, hương khí nguy hại rất lớn. Nếu để bọn chúng tùy ý bay ra ngoài, đoán chừng sẽ ảnh hưởng đến người dân bình thường. Ninh Khiết cũng cảm thấy cứ để như vậy thật sự không ổn, lập tức nói với Hương Ba Quốc Vương, người mau cho người thu lại số hương khí kia đi. Hương Ba Quốc Vương chúng đoạt hồn hương, cả người rơi vào trạng thái tuyệt vọng, nghe Ninh Khiết ra lệnh, lập tức giống to, muốn bổn vương thu hồi cũng được, các ngươi mau đưa giải dược cho ta. Giải dược không còn nữa rồi, nữ tướng Bạch Bào thản nhiên nói, nhưng chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Hừ, vậy thì cái gì cũng đừng nói. Sắc mặt Hương Ba Quốc Vương đột nhiên lạnh lại, giống như cam chịu, hãy để độc hương kia phiêu tán bốn phía, bất luận kỳ hoa dị thảo hay bách tính bình dân, tất cả đều chôn cùng một chỗ cho bổn vương đi. Tôn Hình Hình thật sự không thể nào hiểu được tâm thái của những người này, không khỏi nhắc nhở, nơi này chính là Hương Ba Quốc. Độc hương gây nguy hiểm chính là thần dân của ngươi. Vậy thì thế nào? Hương Ba Quốc Vương không hề có chút áy náy, ngược lại còn khí thế hơn nữa, bổn vương sắp chết rồi, còn quản sống chết của bọn chúng làm gì nữa? Hơn nữa, để bọn chúng chôn cùng bổn vương là phúc phận tu luyện 8 đời của bọn họ. Ninh Khiết lắc đầu, đúng là không thể nói lý. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôn Hình Hình khẽ cau mày, thật sự không biết nên ứng đối như thế nào. Chúng ta có thể thử dùng gió để thổi tan chúng hay không? Ninh Khiết ngẩng đầu nhìn hương vụ nồng đậm giữa không trung, lẩm bẩm nói. Không được đâu, nữ tướng Bạch Bào lắc đầu, nhắc nhở bọn họ, bất luận thần hương bán thành phẩm hay là hương vụ trùng thiên vạn hương trận cũng không cách nào dùng gió bình thường để thổi tan, ngược lại còn gia tăng tốc độ lan truyền của chúng. Tôn Hình Hình có chút không đành lòng, chẳng lẽ chỉ có thể để mặc chúng làm hại dân chúng bình thường hay sao? Ha ha ha, cũng không còn cách nào, các ngươi không có cách nào đâu. Hương Ba Quốc Vương nhe răng cười, nếu thần hương thành công, bổn vương còn có thể dùng chú ngữ khống chế một hai. Bây giờ nó chỉ là bán thành phẩm, xen lẫn cùng với hương vụ trùng thiên vạn hương trận, cho dù các ngươi có gọi thần phong đến cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người cùng nhau đi chết đi, chôn cùng với bổn vương. Ngươi câm miệng cho ta. Ninh Khiết nghe xong, cảm thấy quá phiền phức. Một cước đạp vào Hương Ba Quốc Vương. Cách thì không phải là không có, nhưng cần đánh đổi một số thứ. Nữ tướng Bạch Bào suy nghĩ một chút, có chút do dự nói, chúng ta có thể dùng thuốc hương kỳ dẫn hương vụ đến khu vực không người, sau đó tùy ý để bọn chúng tứ ngược,
khoảng 2-3 ngày sau sẽ tiêu tán. Nàng ta nói nghe rất nhẹ nhàng, thật ra lại rất tàn khốc. Tuy nói có thể bảo vệ được bách tính bình dân nhưng đồng thời lại phải hy sinh những sinh linh khác. Là giao giới giữa Hương Ba Quốc và Hoàng Triều Cơ Thị, cái gọi là khu vực không người thì cũng là cảnh nội Hoàng Triều Cơ Thị, tùy tiện dẫn độc hương đến đó, nếu chẳng may xảy ra sai lầm, hối tiếc sẽ không kịp. Tôn Hình Hình và Ninh Khiết đều không tán đồng chủ ý này. Nữ tướng Bạch Bào thở dài, nói còn một biện pháp cuối cùng, nhưng hy vọng thành công rất mỏng manh. Biện pháp gì? Ninh Khiết không khỏi truy vấn. Hương khí bên trong hương vụ, đa số đều là bán thành phẩm, còn chưa thành chỉnh thể. Nữ tướng Bạch Bào vừa suy nghĩ vừa nói, nếu có thể phân biệt từng thứ một, sau đó dùng khí pháp phân hương biện khí tách chúng ra, hẳn có thể giải quyết được bọn chúng. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn không cách nào biết được điều hương sư đã sử dụng hương liệu gì, sử dụng bao nhiêu. Hơn nữa, cho dù chúng ta biết dùng hương liệu nào, trộn lẫn cùng một chỗ cũng không thể phân biệt, hy vọng rất mỏng manh. Huống chi, đám điều hương sư cũng chưa chắc sẽ phối hợp với chúng ta. Bây giờ cũng không còn cách nào, cũng chỉ có thể dẫn bọn chúng đến một khu vực không người thôi. Ninh Khiết cũng cảm thấy biện pháp này có chút không phù hợp với thực tế. Không nói 12 cung nữ dùng 12 hương liệu khác loại, nội vạn hương trận bên ngoài cũng không dễ xử lý. Không, phương pháp này rất tốt. Ánh mắt Tôn Hình Hình bỗng nhiên trở nên kiên nghị, khẳng định nói, trước kia ta từng mở tiệm hoa, có được mẫn cảm tự nhiên đối với hương khí thực vật, chỉ cần ngửi qua một lần là có thể phân biệt ra được. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất bản lĩnh trời sinh của Hình tỷ. Ninh Khiết vỗ đầu, cao hứng hẳn lên, chuyện này không thể chậm trễ được. Bây giờ chúng ta lập tức hành động ngay. Thập Nhất Lang, ngươi lục soát đám người điều hương sư, tranh thủ tìm phối phương hương liệu vạn hương trận. Tiếp theo, nàng quay sang nói với nữ tướng Bạch Bào, ngươi tên Bạch Ngọc Hương đúng không? Vậy ta sẽ gọi ngươi là Hương Muội Muội. Ngươi mau dạy cho Hình tỷ phương pháp phân hương biện khí, ta đi thu thập hàng mẫu tất cả hương liệu. Ngươi khẳng định phải làm như vậy. Nữ tướng Bạch Bào khó tin hỏi, tuy nói vạn hương trận chưa chắc đã có một vạn loại hương khí, nhưng ít ra cũng có ngàn loại. Huống chi, bên trong thần hương dẫn còn có hương liệu thượng đẳng rất phức tạp. Muốn phân biệt được số hương khí này, thật sự không phải là chuyện đơn giản. Yên tâm đi, Hình tỷ xưa nay không phải là người thích khoác lác. Nàng ấy nói có thể, nhất định là có thể. Ninh Khiết vô cùng lạc quan, cười nói, còn nữa, không tận lực thử một chút làm sao mà biết không được. Nếu như làm mà vẫn không có tác dụng thì sao? Nữ tướng Bạch Bào vẫn còn do dự. Thế thì lại càng phải làm. Ninh Khiết kiên định nói, có thể sớm chứng minh phương pháp này vô dụng, thật ra cũng là tranh thủ thời gian cho phương pháp hữu hiệu khác. Trước kia có người nói với ta, do dự cũng không có lợi ích gì, cứ làm là được rồi. Được, nữ tướng Bạch Bào im lặng vài giây, bỗng lên tiếng, đằng sau hành cung có tàng hương bảo khố, quốc vương khẳng định đã dùng hương liệu ở đó, tất cả hàng mẫu hoa cỏ trong nước cái nào cũng có. Đa tạ, Ninh Khiết nói lời cảm ơn nữ tướng Bạch Bào, sau đó lách mình rời đi. Tôn Hình Hình ôn nhu nói với nữ tướng Bạch Bào, Hương Muội Muội, làm phiền ngươi dạy phương pháp phân hương biện khí cho ta được không? Được, lần này nữ tướng Bạch Bào không chút do dự, gật đầu thật mạnh. Phương pháp phân hương biện khí thật ra cũng không phức tạp, chỉ có 12 câu khẩu quyết. Tuy nhiên, nhớ kỹ khẩu quyết cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa, đầu tiên phải nhớ kỹ khẩu quyết trong lòng, sau đó phải có kiến giải độc đáo, từ đó nhìn được ảo diệu vô thượng của phân hương biện khí. Tôn Hình Hình trời sinh tính không màng danh lợi, bản thân cũng chẳng có hứng thú với chuyện đánh giết, thiên phú thật sự có hạn. Cho nên, khi còn ở thần tiên đảo, nàng cũng không nắm giữ được bao nhiêu công pháp quyền cước, nhưng khi có thời gian rảnh, nàng lại đọc rất nhiều tư liệu về phương diện hoa cỏ, đối với công việc điều hương cũng không xa lạ gì. Bản thân nàng rất thích hoa cỏ, xác thực cũng rất si mê đối với các loại hương khí, lại có nội tình văn hóa phong phú, cho nên nàng rất nhanh đã có lý giải của mình về 12 câu khẩu quyết. Lúc này, Cơ Thập Nhất cầm một trang giấy đi tới, nói với Tôn Hình Hình, Hình chủ mẫu, ta phát hiện được một số giấy tờ trên người điều hương sư, trải qua thẩm tra đối chiếu, ta cho rằng phối phương này rất có thể là hương liệu vạn hương trận bọn họ đã bố trí. Để ta xem qua một chút, Tôn Hình Hình tiếp nhận một chồng giấy, liếc mắt mấy lần đã nhớ kỹ toàn bộ.
Điều này phải quy công cho năm đó Hạ Thiên đã tiến hành châm kim tẩy tủy cho bọn họ, giúp trí nhớ của bọn họ tăng lên hết cực hạn của nhân loại. Gặp qua không quên đã là kỹ năng cơ bản. Nữ tướng Bạch Bào cũng xem qua, hương liệu bên trên đúng là phối phương vạn hương trận thường dùng, nhưng xem ra có hơn 1.000 loại. Không sao, chỉ cần mỗi thứ có hàng mẫu, ta ngửi qua một lần sẽ không quên. Tôn Hình Hình cũng không lo lắng, bắt đầu ngắt lấy hương vụ giữa không trung, thử ngửi hương liệu ẩn chứa bên trong, ánh mắt thay đổi nhiều lần, rất nhanh đã có tính toán trong lòng. Một lát sau, Ninh Khiết đã cùng với một đám cung nữ mang theo hai ngăn kéo bằng gỗ. Ta đã lấy toàn bộ hương liệu trong kho. Ninh Khiết ra lệnh cho cung nữ đặt ngăn kéo bằng gỗ xuống đất, quay sang nói với Tôn Hình Hình, Hình tỷ, có thể bắt đầu rồi. Được, Tôn Hình Hình cũng không chậm trễ, lập tức mở ngăn kéo thứ nhất, phát hiện bên trong có bột phấn 10 loại hoa khác nhau. Nàng bốc từng loại đưa lên mũi khẽ ngửi, sau đó nói, có mộ nhan hoa, đan tâm hải đường, kim ba ma cúc, đề na lan diệp, hỏa mã đề, thủy tụ hương căn. Sau khi đọc xong tên các loài hoa, Tôn Hình Hình dựa theo phương pháp phân hương biện khí, nhẹ nhàng điểm một cái vào giữa hương vụ giữa không trung, chỉ thấy bên trong hương vụ nồng đậm lập tức phân ra vô số sợi hương khí, rất nhanh tiêu tán giữa không trung. Nguyệt Hình Thảo, Phiên Hiệt Tử, Kính Ma Thủ, nàng tiếp tục phân biệt hương khí từ bên trong hương vụ nồng đậm. Tôn Hình Hình nhận được sự cổ vũ rất lớn, lại càng thêm nhiệt tình, động tác càng lúc càng nhanh. Dũng Địa Kim Liên, Tiếu Phật Túc, Long Lân Quả Diệp, Cửu Khúc Linh Tham, Thiên Hồng Thảo. Dần dần, hương vụ giữa không trung càng lúc càng nhạt, cuối cùng chỉ còn lại 2-3 sợi vụn vặt phiêu đáng giữa không trung, không còn đủ sức gây nguy hiểm, nhưng vì Tôn Hình Hình đã có chấp niệm, nhất định phải biết 2-3 loại hương khí cuối cùng là thứ gì. Hình tỷ, nếu không thì quên đi. Ninh Khiết thấy chán Tôn Hình Hình đã đổ đầy mồ hôi, không khỏi khuyên nhủ, chỉ cần gọi một trận gió đến là có thể thổi tan. Tôn Hình Hình lắc đầu, từ chối lời thuyết phục của Ninh Khiết, không được, ta nhất định phải biết cho rõ ràng, làm việc thì không nên bỏ dỡ nửa chừng. Nói xong, nàng lại hỏi Ninh Khiết, tất cả hương liệu hoa cỏ trong tàng hương khố đều ở đây. Đúng, tất cả đều nằm ở đây. Ninh Khiết gật đầu. Tôn Hình Hình khẽ cau mày, có chút trăm mối vẫn không có cách giải, vậy thì lạ thật. Tại sao còn có hai loại hương khí không có hàng mẫu ứng đối? Đừng uổng phí sức lực nữa, ngươi không phân biệt được hai loại hương cuối cùng đâu. Hương ba quốc vương không biết tỉnh lại từ lúc nào. Mặc dù khí độ cả người cực kỳ suy bại, nhưng vẫn còn chưa chết, vẫn có thể chống đỡ được một hơi, lại còn chào phúng Tôn Hình Hình, đời này các ngươi cũng đừng hòng biết chúng là cái gì. Ha ha ha, ngươi cười cái rắm. Ninh Khiết khó chịu nguyết ông ta một cái, ngoan ngoãn nằm ở đó chờ chết đi, còn nói mấy lời vô dụng nữa làm gì. Thần hương, vạn hương trận của ngươi đã bị chúng ta phá, ngươi còn sức lực để mà đắc ý à? Phá thì phá thôi, dù sao bổn vương cũng phải chết, còn quản mấy thứ đó làm gì. Hương ba quốc vương mỉm cười, nhưng có thể khiến các ngươi khó chịu, bổn vương có chết cũng cảm thấy vui. À, ta biết hai loại hương khí đó là gì rồi. Tôn Hình Hình bừng tỉnh, nhưng biểu hiện hơi sa sút, tại sao ngươi có thể làm mấy chuyện đó chứ? Ồ, ngươi thật sự có thể phân biệt ra được, đúng là kỳ tài ngàn năm khó gặp trong giới điều hương. Hương ba quốc vương lấy làm tiếc, nếu ngươi thuộc về bổn vương, làm sao thần hương lại không thể điều chế ra được chứ? Bổn vương cần chi phải sợ hãi con người ở cái nơi này? Tiên Vân Đại Lục vốn thuộc về bổn vương, đám họ cơ kia có tài đức gì, bổn vương thật sự không cam lòng. Phốc! Vừa dứt lời, hương ba quốc vương phun ra một ngụm máu, nghẹo đầu chết tươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 146.